Đây là một cao thủ tình trường, một nhân vật mà mọi người đều mơ ước. Cô ấy tên là Jisoo. Chỉ cần gặp ai ưng mắt, Jisoo sẽ bất chấp tất cả để thử hẹn hò với đối phương. Dù có người yêu hay không, hoặc có nhiều hơn một, thì Jisoo vẫn sẽ tiếp tục nuôi cá, để bể cá lúc nào cũng đong đầy. Tiếc là hôm nay Jisoo phải thả bớt một con, bởi vì cô đã có mục tiêu mới. Jisoo à, anh không thể sống thiếu em biết rõ anh thích em đến mức nào mà. Anh đã hết lòng hết dạ vì em, sao em lại làm vậy chứ? Cho nên, em mới nói với anh, để anh đừng thích em nữa, đúng là đỉnh cao. Trả lời thế này thì Thánh đáp lại được. Đối phương lập tức hỏi Jisoo, đối với em, anh là gì? Anh là bạn tốt. Câu nói ấy đã khiến đối phương vô cùng phẫn nộ. Đồ con gái xấu xa, anh muốn mắng thì cứ mắng đi. Chửi bậy cũng không sao, hình như mắng vẫn chưa đủ nhỉ. Đánh em đi, u là trời, biết làm gì bây giờ? À đúng rồi, anh thuận tay trái. Tinh tế thế là cùng, vẫn nhớ người ta thuận bên nào cơ đấy. Lý do khiến cô chia tay với anh, chỉ vì cô đã có mục tiêu mới. Đúng vậy, chính là anh chàng này. Một thợ săn giỏi sẽ luôn xuất hiện bằng phương thức con mồi. Ngay từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Jiho ở quán cà phê thì anh đã nằm trong định mệnh đời cô. Cái đó, cho tôi một cốc latte nóng nhé. Về sau, ngày nào Jisoo cũng đến đây, gọi latte nóng. Sau đó cố tình bất ngờ gặp mặt, chỉ một ánh nhìn thôi, đình chùa cũng đổ. Kiêu ngạo đến mức nào cũng phải ngã rạp trước Hải Vương. Ngày nào đi làm, Jiho cũng đợi cô đến uống cà phê. Cho tôi một cốc latte nóng đúng không ạ? À? Bởi vì cô là khách quen. Đúng vậy, làm cho tôi cái đó nhé. Khi Jiho chăm chú pha chế, đã đến lúc đốt lửa rồi đây. Nhưng mà, Jiho này, hình như anh không đeo kính sẽ càng hợp hơn. Câu nói của Jisoo khiến Jiho sững sờ bất động, đến nỗi làm đổ nước nóng lên tay. Jisoo vội xin lỗi anh, nhưng Jiho nói, nếu thật sự muốn xin lỗi, thì hãy mời tôi ăn cơm lúc rảnh nhé. Có lẽ nghĩ mình quá đường đột, nên Jiho xấu hổ cúi đầu, lúc nào anh tan làm vậy. Và thế là, không đến vài ngày, Jiho đã nhanh chóng bị chinh phục. Nhưng thực ra anh cũng chỉ là một con cá trong bể của cô mà thôi. Cũng có thể coi là một chủ cá nổi bật. Chỉ có điều, chẳng lẽ lại chỉ nuôi một con. Vì thế, Jisoo đã đồng thời để mắt đến sếp của mình. Bình thường ở công ty, anh thuộc tuýp nghiêm khắc với cấp dưới. Cho nên, Jisoo buộc phải cố gắng làm tan chảy trái tim lạnh lùng ấy. Đối với kiểu đàn ông coi trọng sự nghiệp như Theo, Jisoo sẽ tập trung vào công việc giống đối phương. Sự nổi bật của cô sẽ dần dần thu hút anh. Sau khi tan làm, cho dù thái độ của cấp trên rất lạnh lùng, Jisoo vẫn rất kiên nhẫn dịu dàng tiếp cận Theo. Hôm ấy, khi Jisoo đang tăng ca, giám đốc đột nhiên bước về phía cô, hẹn cô uống rượu vào tối thứ sáu. Jisoo đồng ý theo bản năng, nhưng nhanh chóng giật mình hoảng hốt, bởi vì thứ sáu còn phải hẹn hò với Jiho. Mà không sao, quan trọng là cuối cùng Theo đã động lòng với cô. Đây là một cô gái thích mạo hiểm, cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập kích thích, chỉ một người yêu không thể thỏa mãn nổi cô. Vì thế, cô lựa chọn yêu hai người cùng lúc. Ứng cử viên thứ nhất là giám đốc công ty lạnh lùng, đối diện với núi băng ngàn năm ấy. Jisoo không hề nhụt chí. Cô là ai cơ chứ? Hải Vương, cao thủ tình trường cơ mà. Các chị em xem phim nhớ lấy giấy bút ra ghi chép. Jisoo sắp lên lớp rồi đây. Đâu phải phải hững hờ thả thả nắm nắm. Tôi rủ cô đến đây không ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của cô chứ? Jisoo trả lời, đúng là ảnh hưởng tôi hẹn hò thật. Giám đốc vừa nghe Jisoo có hẹn, mình lại còn là bóng đèn, biểu cảm lập tức tỏ ra thất vọng. Nào ngờ cô nói tiếp, ngày mai mình hẹn gặp đồng nghiệp nữ. Nghe thấy vậy, trong lòng Theo rất vui mừng. Từ thất vọng đến hạnh phúc, Jisoo nắm chắc như lòng bàn tay. Sau đó, cô tiếp tục thăm dò. Tổ trưởng, anh không đi hẹn hò à? Ừ, tôi đã lâu không yêu ai rồi. Jisoo nhận được ngay câu trả lời mà mình muốn. Tiếp đó, cô hỏi về người yêu cũ của anh. Thông thường đây là câu hỏi chí mạng, nhưng Jisoo lại chủ động hỏi. Theo nói mình rất thích người yêu cũ, cho nên giờ không cảm thấy hối hận hay tiếc nuối. Sao lại thích cô ấy đến vậy à? Bởi vì cô ấy cười rất xinh. Vừa nghe anh nói vậy, Jisoo lập tức nở nụ cười tươi như hoa 10 giờ. Lúc này, Theo đã dần dần cắn câu. Giờ đến lúc mấu chốt nhất đây, Theo hỏi Jisoo thích người đàn ông như thế nào. Sau khi giả vờ suy nghĩ, cô đáp lời. Tôi thích người có năng lực, trưởng thành, mặc áo sơ mi và đẹp trai. Theo nghe xong liền ngại ngùng quay mặt đi. 10 điểm, điểm tuyệt đối dành cho Jisoo. Mọi người nhớ kỹ rồi đấy chứ. Cuối cùng là tạo dựng cơ hội đáp lễ. Hôm nay anh mời tôi loại rượu đắt như vậy. Lần sau, tôi mời anh ăn cơm nhé. Đồng ý thì tốt. Nếu đối phương từ chối, thì sẽ tỏ ra thất vọng. Sau đó kiểu gì cũng có niềm vui bất ngờ. Jisoo, cô cười cũng rất xinh. Thế này thì còn gì phải nghĩ nữa nhỉ? Khi hai người tham gia cuộc họp, giám đốc lạnh lùng, bất ngờ nở nụ cười trước mặt cấp dưới. Chỉ vì anh ấy nhìn thấy người mà mình thích. Bạn tưởng Jisoo thật sự chỉ thích những người đàn ông đẹp trai mặc áo sơ mi thôi sao? Không, cô ấy chỉ thích sở hữu mà thôi. Đến tối, Jiho vì quá bám người yêu nên đã đến công ty đón cô. Chỉ một động tác nhỏ của Jisoo đã khiến Jiho chết đứ đử.
cô bất ngờ dướn người về phía anh. Thế này ai chịu nổi cơ chứ? Ji-ho bất ngờ đứng im thin thít chịu đựng. Hành động này vừa có thể kiểm tra đối phương có uống rượu hay không, vừa có thể tìm cớ tiếp cận. Một mũi tên trúng hai đích. Hải vương của chúng ta cùng lúc được hai người tỏ tình. Một là giám đốc lạnh lùng, hai là anh chàng đẹp trai hay làm nũng. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta hãy gặp nhau với tư cách người yêu nhé. Em đồng ý không? Ji-soo xinh đẹp. Từ nhỏ đã là nữ thần trong mơ của nhiều người. Cậu thích Ji-soo từ lúc nào? Tại sao lúc nào cũng xen vào chúng tôi? Ai thích trước thì quan trọng gì chứ? Tình yêu không có trước sau. Câu nói của đàn anh khiến đàn em cũng phải bật cười. Nhưng cấp học thì có thứ tự. Tôi lớp 12, còn cậu lớp 11. Đâu ra chuyện như vậy? Ji-soo bảo hai người đừng cãi nhau nữa. Đồ trẻ con. Đàn anh mắt sáng bừng. Quyết định để Ji-soo chọn giữa hai người họ. Ji-soo đứng dậy nhìn hai người. Sau đó chỉ tay về phía anh chàng đẹp trai bên cạnh. Cậu không muốn tỏ tình với mình ư? Mình thích cậu. Ji-soo chớp chớp mắt nhìn đối phương. Được hoa khôi bất ngờ tỏ tình trước mặt mọi người. Ai mà đỡ nổi. Được thôi, hẹn hò với họ thì chi bằng hẹn hò với mình. Vậy là câu hỏi nhức nhối muôn đời đã được Ji-soo mở ra một đáp án mới. Đó chính là chọn người thứ ba. Nhưng nữ thần Ji-soo cũng có lúc gặp khó khăn. Đó chính là đầu gấu trường ngồi bàn cuối cùng. Cô lập tức khởi động cỗ máy tình yêu. Học theo đối phương, đọc truyện tranh mà cậu ấy thích. Cho dù vậy, đầu gấu vẫn không cắn câu. Có lẽ cậu ấy thích con trai cũng nên. Vì thế, từ đó về sau, Hải Vương Ji-soo trăm trận trăm thắng đã phát triển mối quan hệ thành bạn thân. Lần này, đối diện với hai cực phẩm, Ji-soo đúng là rất phân vân. Một bên là giám đốc ngoài lạnh trong nóng, một bên là trai đẹp dịu dàng. Chọn ai đây? Hai người đều không tồi chút nào. Có khác gì chọn giữa Ronaldo và Messi cơ chứ? Ji-soo nhờ bạn thân chọn hộ mình. Dù gì con trai hiểu rõ con trai nhất mà. Đầu tiên là tuyển thủ giám đốc. Bạn thân nói anh ấy không phải đối phương rất khắt khe và bất lịch sự sao. Nhưng Ji-soo nói Theo đối với mình cực kỳ dịu dàng. Quan trọng là thân hình anh ấy rất tuyệt vời. Bạn thân nghe xong, biểu cảm lập tức cứng đờ. Sao cậu biết thân hình anh ấy đẹp tuyệt vời? Bạn thân lập tức loại giám đốc. Tuyển thủ tiếp theo là Ji-ho chú đáo. Ji-soo nói anh ấy siêu đẹp trai. Bạn thân liền phản đối, vừa nhìn đã biết là chả được cái nết gì. Cô lập tức quay sang lườm anh và nói thôi bỏ đi, cô đã có câu trả lời rồi. Bạn thân cảm thấy rất khó hiểu, không biết tại sao đàn ông ai cũng thích Ji-soo. Ji-soo nghe xong vén tóc lên. Góc này đẹp đúng không? Góc này cũng không tồi. Thế nào, rất ổn đúng chứ? Bạn thân trai thẳng không chịu nổi, úp mũ lên đầu cô. Cuối cùng, Ji-soo sẽ chọn ai đây? Thực ra trong lòng cô đã có đáp án. Cấp trên khó tính. Anh chàng đẹp trai, từ ngày mai trở đi, chúng ta hãy gặp nhau với tư cách người yêu nhé. Em đồng ý không? Câu trả lời của Ji-soo là dư lầy nè. Vâng, em đồng ý. Người trưởng thành thì không lựa chọn mà dùng tất. Xe này vui phải biết đây. Ji-ho đến chào hỏi đi. Kỹ sư thiết kế, Min Ji-ho. Tôi là Min Ji-ho. Toang rồi. Đây là một cô gái xấu xa. Một cô gái rất 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 xấu xa. Người khác đi làm là để kiếm tiền. Cô ấy đi làm là bởi vì nói chuyện lý tưởng với em trai trong quán cà phê dưới tầng công ty. Thuận tiện thì yêu đương luôn với cấp trên tổng tài mặt lạnh. Chơi trò chơi rung động, chơi trò chơi thả lưới bắt cá. Bạn muốn hỏi yêu đương với hai bạn trai cực phẩm là cảm giác như thế nào đây? Bên trái nắm tay bạn trai tổng tài, bên phải lại nắm tay của bạn trai ngọt ngào. Cảm giác kích thích này, ngoại trừ dễ khiến người ta giảm tuổi thọ, thì đến niềm vui cũng được nhân đôi. Dưới sự tấn công của sách giáo khoa trước đây, tự xưng là tổng tài núi băng vạn năm cũng đã bị Ji sao tán được rồi. Nhìn thấy Ji-soo ở trên nói chuyện lưu loát, tổng tài cũng lộ ra nụ cười hiếm gặp. Mà ngay giây sau, thực tập sinh vừa nhận chức xuất hiện sai sót trong công việc. Tổng tài vừa rồi còn nhẹ nhàng một chút, lập tức lộ ra ánh mắt đáng sợ. Cũng may có Ji-soo tùy cơ ứng biến, cứu vãn được tình hình khẩn cấp. Xong việc, thực tập sinh vô cùng xin lỗi, mà Ji-soo thân là tổ trưởng lại vô cùng ấm áp an ủi người trong tổ. Vào lúc tổng tài đến hỏi tội, Ji-soo lại ở trước mặt tổ viên nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình. Em xin lỗi, lần sau sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa. Thấy Ji-soo đứng ra cầu tình, tổng tài cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể để mọi người ra ngoài trước, để một mình Ji-soo ở lại. Mà khi chỉ còn hai người ở trong phòng hội nghị, tổng tài lại thay đổi ngay tức khắc. Núi băng vạn năm phút chốc tan chảy. Ji-soo lúc này lại muốn dạy chúng ta rồi. Biết được hành vi vừa rồi của mình ở trước mặt mọi người khiến tổng tài mất mặt, vừa lên đã tung át chủ bài. Cái ôm tình yêu, bạn gái xinh đẹp như thế, ai ôm mà không bị mê. Tổng tài cũng không ngoại lệ. Sau đó tổng tài lại ấm áp đẩy Ji-soo ra, nói cô ấy chuẩn bị PPT vất vả rồi. Phản ứng của khách hàng rất tốt, hợp đồng chắc cũng sẽ được ký kết thuận lợi. Mà Ji-soo lại nói như thế này, đây đều là bởi vì anh giúp đỡ em tốt mà. Lúc này tổng tài muốn rời đi, Ji-soo lại ra chiêu tuyệt sát. Như thế này thêm một chút đi, nếu như bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Không sai, dù sao em cũng đang bị đào tạo, sẽ không có ai vào đâu.
Hihi, Jisoo thật sự quá hiểu rồi. Thế nhưng giây sau đó, sau này, không được xảy ra sai sót như thế này nữa. Được, em sẽ chú ý. Thế nhưng đồng nghiệp này cũng quá là thông minh. Jisoo bị giáo huấn thảm luôn. Ai ya, đáng sợ quá đi. Đêm khuya tan làm, tổng tài lái xe đưa Jisoo về đến dưới nhà. Khi hai người đang ở trên xe nói chuyện tình cảm, điện thoại của Jisoo lại vang lên. Thời gian này ai có thể gọi điện thoại cho mình đây? Không phải em trai ngọt ngào thì chính là người yêu cũ. Hình như vẫn liên tục gọi. Không nghe không sao chứ? Vâng, không nghe cũng không sao. Thời khắc này vì để làm ấm bầu không khí đang ngượng ngùng, Jisoo cũng chỉ có thể tung con át chủ bài cuối cùng. Hương vị trên đầu lưỡi, tổng tài thấy vẫn chưa đã hỏi Jisoo, mình có thể lên trên ngồi không? Jisoo bình tĩnh trả lời, tuy là em cũng muốn như thế, nhưng anh Chan-woo không phải muốn đi vận động sao? Thấy tổng tài dần dần mất đi lý trí, Jisoo nhanh chóng nói, gần đây rất bận, trong nhà còn chưa dọn dẹp gì cả. Lần sau em sẽ chính thức mời anh, lúc đó hẵng đến vậy nhé. Thấy thế tổng tài chỉ có thể không nỡ mà đồng ý. Mà Jisoo làm sao mà dám cho tổng tài lên trên nhà? Không phải do bà Ji của bản thân đến thăm, chỉ là trong nhà còn đang giấu một chàng trai ngọt ngào dính người kia. Bị phát hiện thì không hay đâu. Các bạn nói xem, không phải vì lý do nào khác, chỉ là sở thích giống như đại gia vậy, đều thích nuôi cá. Trong bể cá có nuôi hai con cá cực phẩm. Jisoo vừa mới ở dưới nhà thân mật với tổng tài xong, về nhà lại có chàng trai ngọt ngào đẹp trai dính lấy. Tại sao lại về muộn như thế? Jiho à, em đã nói giờ này đừng gọi điện cho em nữa mà. Em có thể đang họp với khách hàng nữa. Thấy thời gian muộn quá rồi nên anh lo cho em mà. Bởi vì vừa rồi lúc thân mật, Jiho vẫn gọi điện thoại liên tục cho mình. Suýt nữa khiến tổng tài phát hiện ra manh mối. Kết quả sau khi nhìn thấy biểu cảm oan ức của chàng trai ngọt ngào, trong lòng chị Jisoo lại mềm mại, thậm chí còn oán trách bản thân. Là em sai khiến anh phải gọi điện thoại. Anh xin lỗi, sau này em để anh không gọi điện cho em. Anh tuyệt đối sẽ không gọi nữa. Không sao, chiếc điện thoại đáng chết đó rơi vỡ là đúng rồi. Không sao, em không tức giận. Thật sự không tức giận sao? Không sao, không sao. Ăn bữa cơm mà chàng trai ngọt ngào cẩn thận chuẩn bị cho mình. Jiho mong chờ hỏi thế nào? Tình huống gì đây? Jiho tưởng bản thân làm rất khó ăn. Kết quả, ngon lắm luôn. Jisoo thật sự lúc nào cũng có thể nắm bắt được trai đẹp. Sau đó Jisoo lại ở trước mặt Jiho bán thảm, thể hiện hôm nay mệt mỏi một ngày rất mệt. Thành viên trong tổ mới đến vì căng thẳng mà mắc sai lầm, hại bản thân bị tổ trưởng giáo huấn một trận, rõ ràng không phải lỗi sai của mình. Chàng trai nghe thấy xong liền tức giận, lúc đó muốn lấy điện thoại của Jisoo, biểu thị bản thân muốn gọi điện thoại đến, nói với tổng tài vài câu, thay Jisoo đòi lại công đạo. Thật sao? Đương nhiên rồi, nhanh lên gọi điện thoại cho ông sếp đó. Đợi một chút, chàng trai ngọt ngào thấy thế thì sợ rồi, biểu thị bản thân vừa rồi là lỡ miệng thôi. Gọi thật sao? Đúng thế tổ trưởng. Đợi một chút nhé, nhanh nói anh ta vài câu. Chàng trai không còn cách nào khác chỉ có thể kiên trì đến cùng. Vâng dạ mà nói, alo, xin lỗi, muộn như thế còn gọi điện thoại cho anh. Tôi là cái đó, alo, phát hiện ra bản thân bị chơi rồi. Chàng trai lập tức ấm ức, rõ ràng là không dám nói. Anh chỉ là nói thế mà thôi. Thế nhưng chính vào lúc này, điện thoại của Jisoo lại có một tin nhắn đến. Hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm chút. Tốc độ tay của Jisoo thật sự đáng kinh ngạc. Suýt nữa là bị Jiho nhìn thấy tin nhắn của tổng tài. Vì để chuyển chủ đề nói chuyện, Jisoo nhanh chóng ban hành lệnh trục xuất. Chàng trai ngọt ngào thể hiện nhanh như thể đã chia xa cảm thấy rất không nỡ. Jisoo lại nói rằng mai là gặp rồi mà. Chàng trai vừa nghe ngày mai còn có thể gặp lại, dường như lập tức nghĩ ra chuyện vui vẻ nào đó, nói bản thân ngày mai sẽ tặng cho Jisoo món quà bất ngờ. Jisoo tò mò là món quà gì, là bí mật. Không biết sao mà trong lòng Hải Vương Jisoo cứ có một chút bất an. Anh đi nhé, anh đi thật đây, ngủ ngon. Cái người dính người chết tiệt này, không thể không nói, chàng trai ngọt ngào thật sự rất đẹp trai, là kiểu nhìn thấy mặt anh ấy là sẽ tha thứ cho anh ấy vậy. Đến Hải Vương Jisoo cũng không ngoại lệ, thật sự quá đẹp trai. Buổi tối khi bạn thân biết được Jisoo đã yêu đương, hơn nữa còn là hai người một lúc, bạn thân gọi điện thoại đến hỏi tội. Tuy rằng trước đây tôi biết cậu là một cô gái xấu xa, nhưng mà không biết cậu lại xấu xa đến cùng như thế. Tớ cũng biết tớ rất xấu xa, thuận theo tự nhiên nên biến thành như thế này rồi. Bạn thân nói cô ấy chọn một người là được rồi, làm sao phải ngoại tình yêu đương với cả hai người chứ. Jisoo nói rằng hai người quá tốt mà, không thể bỏ ai trong đó cả. Sau đó lại là một loạt lời nói của cha nữ. Nhưng Minji à, là do cậu chưa ngoại tình nên mới như thế. Đây hoàn toàn là một thế giới mới đó. Bạn thân lo lắng Jisoo sẽ bị bạo lộ, nhưng Jisoo lại không có chút lo lắng nào. Còn nói hai người bọn họ từ tuổi tác, trường học, địa chỉ, đến cả chỗ đi làm cũng không có liên quan. Trừ việc có chung một người bạn gái ra, những thứ khác đều không giống nhau. Sau đó còn thoải mái nói, bị phát hiện rồi thì chia tay cả hai người là được. Mà Jisoo lúc này vẫn chưa biết rằng, món quà Jiho ngày mai tặng cho mình sẽ là một cơn sốc.
Buổi sáng ngày thứ hai, đối với Jisoo mà nói đây là một ngày vô cùng vui vẻ. Không những tìm được đôi hoa tai bị mất đã lâu không thấy, đi tàu ngầm đi làm thế mà lại có chỗ ngồi. Đến lúc qua đường thi đèn xanh hết, bánh mì vốn bị bán hết cũng còn lại cái cuối cùng. Một ngày có may mắn thần kỳ như thế, lại xuất hiện một cảnh kinh khủng không nên xuất hiện nhất. Đại diện Giang đến rồi, chị đến rồi, nhà thiết kế mới đến công ty thế mà lại là Jiho. Jisoo lúc này nhìn thấy khung cảnh trước mặt, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện là tiêu đời rồi. Xem ra Jisoo sau đây thật sự bị lật xe rồi. Đại diện Giang, đến chào hỏi đi. Đây là nhà thiết kế Jiho hôm nay sẽ đến tham gia hội nghị. Một công ty hai người bạn trai, khung cảnh quá đẹp không dám nghĩ luôn. Đây trực tiếp là cảnh ngoại tình kích động kinh người. Chỉ thấy chàng trai phóng khoáng đi về phía Jisoo. Tôi là Quân Jiho, sau này xin chăm sóc tôi nhiều hơn. Mà Jisoo lúc này cả người sững sờ rồi. Cô ấy thời khắc này chỉ muốn bay lên tại chỗ, bay đến mặt trăng làm hàng Nga. Lấy đâu ra mà đòi nghĩ đang hối hận. Được rồi, vậy cũng mong cậu giúp đỡ nhiều hơn. Chàng trai nghịch ngợm vuốt nhẹ một cái, dọa cho Jisoo nhanh chóng rút tay về. Nữ đồng nghiệp thấy nhà thiết kế mới đến thật đẹp trai, lên trên bắt chuyện, hỏi Jiho có muốn uống cà phê không. Jisoo thấy thế nhanh chóng đưa đến, nói rằng bản thân trước khi học vẫn cần hỏi nhà thiết kế mới một vài vấn đề. Nói xong liền lôi Jiho ra ngoài. Tổng tài khuôn mặt ngạc nhiên, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chớp mắt Jiho đã bị Jisoo kéo xuống dưới công ty. Jisoo hỏi chàng trai ngọt ngào đây là chuyện gì. Chàng trai ngọt ngào nói lại, bị dọa một trận đúng không? Không phải anh nói muốn tặng cho em một món quà sao? Quà, quà gì cơ? Jisoo lúc này mới nhớ đến những lời tối qua Jiho nói. Món quà đó, chàng trai ngọt ngào nói bản thân vẫn luôn tìm công việc nhà thiết kế. Vừa hay công ty của em nhìn thấy tác phẩm của anh, thế là liên hệ với anh. Đây đơn giản chỉ là vận mệnh, nhìn thấy chị vui vẻ anh cũng rất vui vẻ. Sau này anh sẽ ở bên cạnh để cổ vũ em. Jiho à, cậu nhìn ở chỗ nào ra là chị đang vui vẻ vậy? Chị đó là đang miễn cưỡng mỉm cười. Thấy tình hình này, Jisoo cũng chỉ có thể tiêm một liều thuốc dự phòng cho cậu trai, nói rằng chúng ta không thể thể hiện ở trong công ty, rằng chúng ta đang hẹn hò. Cậu trai ấm ức hỏi tại sao? Còn có thể vì sao nữa? Nếu đồng nghiệp biết là chúng ta yêu đương, tuyệt đối sẽ có người nói là em sắp xếp cho anh vào công ty. Em cảm thấy anh thật sự rất nỗ lực mới có thể lấy được hạng mục. Nếu như truyền ra ngoài những lời đàm tiếu thì em sẽ rất đau lòng đó. Em trai ngọt ngào nghe xong thì thấy cũng có đạo lý, nói rằng bản thân nghĩ còn chưa được thấu đáo. Thật sự may mắn có Jisoo ở bên. Hay lắm, Jisoo không hổ danh là Jisoo. Một chiêu không những giấu được quan hệ của bản thân và cậu em ngọt ngào, mà còn khiến cậu ấy thích mình hơn nữa. Sau đó Jisoo tìm đến bạn thân nam, kể cho cậu ấy nghe về trải nghiệm kinh khủng ngày hôm nay. Khi cậu em ngọt ngào nói muốn làm nhà thiết kế, Jisoo chỉ coi đó là lời nói thoáng qua thôi. Hóa ra không phải, hôm nay còn trở thành đồng nghiệp của mình. Sau đó còn không quên khen bản thân mình, quả nhiên có mắt nhìn, không hồ là người đàn ông mà mình nhìn chúng. Thế nhưng bạn thân con trai lại không hề lạ gì cô ấy. Từ khi cậu mặt dày chân đạp hai thuyền, khi cậu bắt đầu làm những chuyện khốn nạn, thì đã biết cậu sẽ gặp phải cảnh đó thôi. Hải Vương Jisoo vô cùng sầu não, nói rằng bản thân không dễ dàng gì mới hẹn hò được với hai bạn trai cực phẩm. Hôm nay hai người lại cùng xuất hiện trong một căn phòng, bản thân lại không thể bỏ việc được, thì nên làm sao đây? Tuy là bản thân không thể bỏ việc được, chỉ có thể khuyên cậu em ngọt ngào rời đi thôi. Dù sao bản thân cũng là người phụ nữ xấu xa mà. Thế là Jisoo lại tìm Jiho lần nữa, nói nếu như cái hạng mục này đã rất lớn, lần đầu tiên anh tiếp nhận công việc thiết kế, em lo lắng sẽ mang đến cho anh rất nhiều áp lực. Em giới thiệu cho anh một công việc khác được không? Thế nhưng cậu trai lại nói rằng bản thân muốn thử xem, thấy phương pháp này không có tác dụng. Jisoo chỉ có thể đổi sang kế hoạch B, nói bản thân từ hạng mục này sẽ bắt đầu rất bận rộn, đều không thể nào về nhà được. Cậu em ngọt ngào lại nói điều này anh biết, từ lúc em bắt đầu yêu đương với anh thì đã không được gặp nhau mấy. Jisoo thấy thế nhanh chóng thêm mắm thêm muối, nói rằng bản lo lắng anh cũng vất vả giống như em. Thế nhưng cậu trai lại nói, anh ở đây có thể thay em gánh vác một nửa vất vả cho em. Chúng ta cùng nhau làm thì mỗi người chỉ cần mệt 0.5 là được rồi. Jisoo cả người cạn lời, cảm ơn sự thông minh của anh, quá cảm ơn anh luôn. Thế nhưng trải nghiệm cùng họp với hai anh người yêu là cảm giác thế nào? Đại diện Giang vẫn ổn chứ? Cái gì? Ngoại tình sao? Nhìn Jisoo căng thẳng, thấy sắc mặt Jisoo không ổn lắm. Tổng tài để cho mọi người ra ngoài nghỉ ngơi trước, cuộc họp cứ đến đây đã. Tổng tài quan tâm Jisoo có phải trong người không khỏe không? Mà Jisoo trực tiếp ôm lấy tổng tài, chan u, người khác yêu là yêu đương, cô ấy yêu đương lại là chiến tranh gián điệp. Chỉ bởi vì cô ấy yêu đương với hai bạn trai siêu cấp, một công ty hai người bạn trai, ba người ở cùng một công ty đi làm. Hơn nữa ba người lại còn phụ trách cùng một hạng mục. Nữ Hải Vương làm thế nào để chuyện mình ngoại tình không bị phát hiện đây? Thấy bản thân không khuyên được em trai ngọt ngào rời khỏi công ty, Jisoo mang sự chú ý của mình để trên người của tổng tài. Chan U à,
Bây giờ anh ngồi ở vị trí công việc quản lý, lại còn làm hạng mục này có phải có chút khiên cưỡng không? Tuy rằng Chan U là tổ trưởng đẹp trai của chúng ta, nhưng cũng sẽ mệt mà. Hóa ra Jisoo hy vọng tổng tài sẽ rút khỏi hạng mục này, chứ thế sẽ bớt được cảnh ba người cùng nhau làm việc. Lúc này bản thân lại phải cẩn thận thêm một chút, dựa vào kỹ thuật nuôi cá của bản thân mình, không bị bọn họ phát hiện cũng được. Thế nhưng tổng tài lại nói, bản thân rất xem trọng hạng mục này, thấy tổng tài ở bên này cũng không khuyên nổi. Jisoo lòng như cho tàn, mà chính vào lúc này hai mắt của Jisoo lại phát sáng. Trong tay của tổng tài cầm thế mà lại là hợp đồng của cậu em ngọt ngào. Hóa ra là Jiho còn chưa ký hợp đồng với công ty. Thế là Jisoo nhân cơ hội này lại bắt đầu biểu diễn. Nhà thiết kế vừa mới bắt đầu thời nay, không biết có thể phụ trách được hạng mục lớn thế này không. Dù sao kinh nghiệm công việc cũng là quan trọng nhất mà. Cho nên em thấy có nên tìm những nhà thiết kế kinh nghiệm hơn không? Cậu em ngọt ngào cứ như vậy bị chị đâm sau lưng, thật sự là hết yêu rồi. Không ngờ tổng tài đối với cậu em ngọt ngào quả thật là đặc biệt yêu thích, cho rằng tư tưởng thiết kế của Jiho vô cùng phù hợp với hạng mục. Thấy bản thân mình không thể nói nổi hai người này, Jisoo nghĩ đến to đầu. Đến buổi tối Jisoo lại phần chấn lại tinh thần. Cậu biết dã tâm của tớ rất lớn mà, công việc và tình yêu tớ đều phải giành được. Bạn thân nam hỏi cô ấy có kế hoạch gì sao, mà Jisoo lại nói, đến khi hạng mục kết thúc, không để việc ngoại tình bị phát hiện, chỉ cần kiên trì 2 tháng là được. Thế nhưng Jisoo thật sự có thể để ba người cùng nhau làm việc, giấu được qua 2 tháng sao? Hơn nữa một màn sau này, ở ngoài màn hình cũng căng thẳng thay cho Jisoo. Vào buổi tối hôm đó, đồng nghiệp trong tổ hạng mục cùng nhau tụ tập ở quán rượu. Jiho vẻ ngoài đẹp trai, nhận được vô cùng nhiều sự yêu thích của đồng nghiệp. Hai nữ đồng nghiệp cũng không ngừng bắt chuyện. Nữ đồng nghiệp hỏi Jiho sống ở đâu? Tôi sống ở đường Jiong, nhưng mà tôi sống ở đường Eun-si. Tại sao lại ở đường Eun-si? Eun-si là khu mà bạn gái của tôi đang ở. Jisoo không phải cũng sống ở Eun-si sao? Đúng thế, đại diện Giang cũng ở Eun-si mà. Hai người có từng đụng mặt nhau chưa? Jisoo thấy thế chỉ có thể ngại ngùng mà nói dối. Khu Eun-si rất lớn, đại diện Giang sống ở khu Eun-si. Xem ra chúng ta rất có duyên phận. Vào lúc này thì có đồng nghiệp hỏi, sao hôm nay tổng tài lại không đến? Jisoo thề thốt nói, tổng tài bốn đâu có tham gia những cuộc tụ tập như thế này. Thế nhưng vừa nói xong thì tổng tài xuất hiện rồi. Mặt Jisoo xanh lét luôn, nhóm trưởng không phải không tham gia các buổi tụ tập nhiều sao? Hôm nay lần đầu tiên ngồi cùng nhà thiết kế. Thời khắc này, bên trái ngồi cậu em ngọt ngào, ngồi bên phải là tổng tài. Jisoo ngồi ở giữa cứ như ngồi trên đống lửa, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Mà hai tình địch gặp mặt nhau, không khí lại hòa hảo một cách dị thường. Tổng tài thấy Jisoo bên ngoài lại không thoải mái, Jisoo cả người sững lại, nhìn thấy cậu em ngọt ngào vẫn chưa phát hiện ra. Thế nhưng ngay sau đó, ôi em yêu của tôi, đây là muốn lấy mạng của chị sao? Có trùng hợp hay không? Đúng vào lúc này, nữ đồng nghiệp lại đề nghị mọi người cạn ly. Cậu em ngọt ngào gọi tổng tài hô cạn ly, mà tổng tài mặt lạnh ấp ủ 5 giây, nói ra 9 chữ, chúng ta cùng nhau cạn ly đi. Thế nhưng bọn họ đều cạn ly rồi. Jisoo lần này làm sao đây? Hai tay đều bị đàn ông nắm, tôi không còn tay nào cạn ly. Làm sao đây? Làm sao đây? Đã như thế rồi mà Jisoo còn có thể không bị phát hiện sao? Tay trái bị tổng tài lạnh lùng nắm lấy, tay phải lại bị cậu em đẹp trai giữ chặt. Đồng nghiệp còn bồi cho một câu, chúng ta cụng ly đi, cậu thật sự là cha ruột của tôi. Hai tay đều đang bị nắm rồi, cậu muốn tôi cạn ly kiểu gì đây? Khi nghe thấy cảnh vừa kích thích vừa hồi hộp này, đến người bình tĩnh chị bạn thân con trai cũng không bình tĩnh nổi nữa. Cho nên bạn trai số 1 nắm tay bên phải, bạn trai số 2 lại nắm tay bên trái. Còn đồng thời nắm sao? Bạn thân nam tò mò hỏi Hải Vương Jisoo, làm thế nào để thoát thân thế? Jisoo nói, mình linh hoạt thể hiện cho mọi người xem một tài nghệ, biểu diễn, chỉ thấy trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Jisoo nghiêng người một trước một sau, vung tay của cả hai người bạn trai ra. Nhà thiết kế mới đến, lần đầu tiên tham gia buổi tụ tập của chúng ta, cũng không thể chỉ cụng ly đơn giản như thế chứ. Nói xong thì biểu diễn cho mọi người xem một màn tài nghệ. Ba người thông minh nhất thì cũng phải nhiệt tình mà vỗ tay, một loạt thao tác điều chế rượu, còn thu lại được một loạt tiếng reo hò. Ly đầu tiên kính tổ trưởng thân yêu của chúng ta, tổ hoạch định 1, cổ lên, cố lên. Cậu em ngọt ngào uống xong thì nhanh chóng khen chị pha rượu ngon, đến tổng tài cũng không nhịn được mà khen mấy chữ, ngon lắm. Thấy bản thân mình lại qua được một cửa, Jisoo nhanh chóng mượn cơ hội đi vệ sinh. Trên đường đi tinh thần thể chất cạn kiệt tựa cả vào giá, bằng nay tuổi rồi chứ từng trải qua dày vò tâm lý như thế. Buổi sáng đi làm ngày hôm sau, cậu em ngọt ngào vừa đến công ty liền mang cho Jisoo một phần sô cô la tình yêu. Jisoo kinh ngạc hồi hộp nhìn về phía đồng nghiệp, may mà không có ai phát hiện ra cả. Vừa cầm sô cô la lên xem, bên trên còn dán một tờ giấy ghi chú của cậu em. Chính vào lúc Jisoo đang vì thế mà vui vẻ, tổng tài đột nhiên gọi cậu em sang thảo luận nội dung kế hoạch hôm nay. Jisoo tò mò muốn nghe được hai người nói đang thì thầm nói cái gì. Lúc này đại thông minh hai đột nhiên lượt đến bên cạnh,
cảm thán con người của Jiho tốt quá đi. Đại thông minh đột nhiên xuất hiện, dọa Jisoo nhanh chóng giấu tờ ghi chú đi. Đại thông minh nói Jiho, vừa đẹp trai lại dịu dàng, tươi sáng lại được việc. Nhược điểm duy nhất là đã có người yêu rồi. Không biết cô bạn gái đó là người chết tiệt nào, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Jisoo nghe thế xong khuôn mặt vui vẻ, nhưng nhìn thấy hai người Chan-woo và Jiho, bởi vì công việc mà kết hợp ăn ý, quan hệ càng ngày càng thân thiết. Jisoo cả người đều cảm thấy không ổn, cứ như thế thì làm sao mà được. Hai người bọn họ nếu như bắt tay làm bạn, thế thì sự thật mình nuôi cá, không phải càng dễ bị phát hiện hay sao? Thế là Jisoo đặt toàn bộ tâm ý, bắt đầu phá rối mối quan hệ của hai người. Hôm đó tổ kế hoạch một đang họp thảo luận sản phẩm mới, đến lúc nói về sản phẩm kem che khuyết điểm trên tay. Cậu em ngọt ngào Jiho nhất thời buột miệng, oa, đây không phải cái chị đang dùng sao? Các đồng nghiệp công ty nghe xong mặt mày kinh ngạc. Jisoo nhanh chóng nhìn về phía Chan-woo, xin lỗi, em lỡ lời rồi, nhà thiết kế, xưng hô cần dùng trên công ty cần phải trang trọng một chút. Được, em sẽ chú ý. Đúng là tổng tài nói chuyện với cậu em ngọt ngào rất dịu dàng. Nếu như đổi thành người đàn ông khác, chắc chắn sẽ hung dữ khiến đối phương hoài nghi nhân sinh. Mà Jisoo nhìn hai người bạn trai cực phẩm này, nghĩ đến một câu bạn thân nam đã khuyên nhủ mình. Hai người bọn họ không thân thiết với nhau không phải là được sao? Thế là Jisoo càng dùng mỹ nhân kế của mình, ở trong công ty đồng thời hẹn hò với hai người bạn trai. Một người là tổng tài mặt lạnh như khối băng nghìn năm, một người là em trai ngọt ngào đẹp trai lại quấn người. Mà điều khiến người phụ nữ xấu xa này không thể ngờ đến là hai người đàn ông vốn không nên có điểm chung, lại bởi vì bản thân mà ngày càng thân thiết. Vì để kế hoạch nuôi cá của mình không bị phát hiện, cô gái xấu xa Jisoo định tỉnh kể chia rẽ quan hệ hai người. Chỉ thấy cô ấy và tổng tài ở trong phòng uống trà cùng nhau nói chuyện thân mật. Hỏi tổng tài vừa rồi lúc họp có phải không thoải mái không, bởi vì nhà thiết kế Jiho. Thấy tổng tài nghe xong khuôn mặt đen đi, cô gái xấu xa lại thêm dầu vào lửa. Bởi vì đường về nhà với nhà thiết kế giống nhau, có mấy lần cùng nhau đi qua, không biết có phải là nhanh chóng thân quen không, thì đã bắt đầu gọi mình là chị rồi. Tổng tài nghe xong, em nên ngay lúc đó vạch rõ ranh giới với cậu ta mới đúng. Cô gái xấu xa nhanh chóng giải thích rằng bản thân đã từng khéo léo nói với cậu ấy, chắc là không hiểu ý của em, dầu đốt thì đã đủ rồi. Jisoo sau đó lại thêm một mồi lửa, vốn dĩ không định nói với anh những câu này. Nhà thiết kế cậu ấy hình như cảm thấy làm việc với anh không được thoải mái, nói là cùng nhau làm việc rất khó khăn. Tổng tài bên này thì đã phá hoại xong rồi. Sau đó cô gái xấu xa lại bắt đầu khích bên em trai ngọt ngào, khiến cho cậu em ngọt ngào tức đến muốn mắng chửi. Tổ trưởng cũng quá đáng quá rồi, đúng không? Có một chút bảo thủ. Jisoo thật sự quá xấu xa rồi. Cứ như thế ở hai bên thao túng hai người đàn ông. Do hôm qua Jisoo đâm sau lưng cả hai bên, dẫn đến hai người hôm nay đi làm, gặp nhau vô cùng ngại ngùng. Việc xấu mà làm nhiều thì sẽ bị báo ứng. Cô gái xấu xa bị ốm cảm luôn. Nghe thấy Jisoo bị cảm, các đồng nghiệp đều căng thẳng. Đại thông minh lập tức nhanh trí đeo khẩu trang vào. Cậu em ngọt ngào bước đến quan tâm, để Jisoo không ổn thì nên về nhà để nghỉ ngơi. Tổng tài nghe xong thì không vui rồi, lấy uy một cái rồi ra tay. Đây không phải chuyện mà nhà thiết kế có thể quyết định thì phải. À, đúng, tôi xin lỗi. Sau đó tổng tài quan tâm nói với Jisoo, nếu rất không thoải mái, có thể xin nghỉ nửa ngày về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về nhà, Jisoo gọi điện thoại cho bạn thân nam, nói rằng có muốn đi ăn canh gà không. Bạn thân nam trực tiếp từ chối nói bản thân không có thời gian. Vừa mới ngắt điện thoại, cậu em ngọt ngào đã xuất hiện trước mặt Jisoo. Hóa ra Jiho lo lắng cho bệnh tình của Jisoo, cũng xin nghỉ nửa ngày tính chăm sóc cô ấy, khiến Jisoo vô cùng cảm động. Hai người về nhà cùng nhau khám bệnh online. Cậu em ngọt ngào quan tâm đắp chăn cho Jisoo, để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Bản thân đi mua thuốc thuận tiện nấu một ít cháo. Nhìn thấy cậu em ngọt ngào đã rời đi, hạnh phúc đến nghẹt thở tự nói với chính mình. Cứ như thế ở bên cạnh nhau cũng không tồi. Lúc này, công ty không có Jisoo. Đối với tổng tài mà nói, giống như ở một biệt thự không có vợ yêu vậy. Trong lòng trống rỗng rất không chăm chỉ, đừng nói đến có bao nhiêu cô đơn. Thế nhưng Jisoo lúc này đang ở nhà ngọt ngào với cậu em cơ, làm gì có thời gian mà để ý đến tin nhắn. Không được, em sẽ bị lây mất. Chị lây cũng được. Đừng thấy Jisoo bây giờ đang chơi đến vui vẻ, sắp phải khóc thành tiếng rồi. Tổng tài bởi vì không liên lạc được với bạn gái, trong lòng vô cùng bất an. Thế là liền lái xe đến dưới nhà Jisoo, tính lên lầu thăm Jisoo đang ốm đau bệnh tật. Tiêu rồi, sắp bị phát hiện rồi. Có phải anh nên đi rồi không? Không phải nói có việc sao? Bây giờ thời gian còn sớm mà, chỉ còn đang bị ốm mà. Không sao chứ, hoàn toàn không sao. Tiêu rồi, hai người đã hôn đến nghiện rồi. Tổng tài đã đến nửa thang máy rồi. Làm sao đây? Tôi đã bắt đầu căng thẳng thay cho Jisoo. Lúc này tiếng chuông cửa nhà Jisoo vừa vang lên. Có người đến sao? Không có. Là ai? Vốn tưởng là anh trai giao hàng. Cậu em ngọt ngào thấy thế mặc quần áo hẳn hoi, tính mở cửa ra xem. Tiêu rồi, khung cảnh địa ngục sắp đến rồi.
Jisoo còn không biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Khi cầm điện thoại lên sau khi nhìn thấy tin nhắn của tổng tài, phút chốc sốc chấn động. Jiho à, Jiho đợi đã, thế nhưng vẫn bị muộn một bước, tiêu rồi. Jisoo vất vả nuôi hai con cá cực phẩm, lần này hỏng cả rồi. Chị ơi, đây là chuyện gì thế? Ai mà nghĩ cậu em ngọt ngào chỉ là cầm một túi đồ ăn ngoài từ dưới đất lên. Lần này không chỉ khiến Jisoo nghi hoặc, cô ấy cũng cả mặt ngơ ngác. Tổng tài đi đâu rồi? Lúc này mới nghĩ đến lúc tan làm gọi điện cho bạn thân là con trai, nói bản thân muốn được ăn canh gà. Thế nhưng bạn thân là con trai lúc đó lại nói, bản thân hôm nay rất bận không có thời gian. Rõ ràng rất bận mà vẫn có thời gian mua đồ ăn ngon cho Jisoo. Hành vi của người bạn thân nam này cũng ấm áp quá rồi. Có lẽ nào cuối cùng Jisoo lại thật sự ở bên anh bạn thân. Vừa rồi dọa Jisoo muốn chết, cũng từ từ ổn định lại tinh thần. Các chị em ơi, chúng ta không có một tâm lý cứng cáp chất lượng, vẫn là không nên nuôi cá. Thế còn tổng tài lạnh lùng của chúng ta thì sao đây? Vừa rồi không phải đã vào thang máy rồi sao? Lần này mở cửa sao lại không thấy người đâu? Hóa ra vào vừa rồi tổng tài ngốc nghếch của chúng ta đã đi đến cửa nhà của Jisoo rồi. Nhưng suy nghĩ, quên mất chưa mua thuốc cho Jisoo. Thế là lại quay người đi về phía nhà thuốc, vào lúc đang ở trong thang máy. Trùng hợp hay không, anh bạn thân vừa mới đến đưa đồ ăn cho Jisoo cũng vào. Ôi trời ơi, anh bạn thân đã rất cao rồi. Tổng tài lại còn cao hơn anh bạn thân nửa cái đầu. Jisoo thật sự là sở hữu toàn cá coi. Ba người đàn ông cứ như thế xuất hiện ở bên cạnh mình mà vẫn không bị phát hiện. Thế là lúc này hai người ở trong phòng đang mở ra hộp chân gà. Jisoo lúc này mới nghĩ đến, tổng tài còn chưa đến thăm mình mà. Chớp mắt liền vội vã rồi, trước tiên phải đuổi cậu em ngọt ngào đi. Thế là Jisoo lại lập tức ra lệnh tiễn khách. Em, muốn em đi. Đúng thế, thật ra, mẹ của chị sắp đến rồi. Không nhắc đến mẹ còn đỡ, vừa nhắc đến thì cậu em ngọt ngào càng hăng hái, lập tức muốn gặp bố mẹ vợ của mình. Sau đó còn cơ trí sắp xếp, cũng may mà hôm nay mình mặc đồ rất nghiêm chỉnh. Jisoo nghe xong lập tức phủ nhận không nghiêm chỉnh, bóc phốt bộ đồ này nhiều cúc quá, thậm chí còn chê quần của cậu em ngọt ngào đen quá. Nói xong thì liền đóng cửa tiễn khách đẩy cậu em ngọt ngào ra ngoài. Một loạt những hành động bất thường của Jisoo khiến cho cậu em ngọt ngào có chút không vui, lập tức oan ức, là bởi vì để mẹ gặp em thì sẽ mất mặt nên mới như thế sao? Sau đó chính là ba câu hỏi hóc búa liên tiếp, nếu như không phải vì chê em mất mặt thì tại sao đột nhiên bắt em rời đi? Tại sao trước giờ không giới thiệu em với bạn bè? Tại sao trước giờ chưa từng đăng ảnh chụp chung của cả hai trên IG? Một loạt những câu hỏi hóc búa thế này, đến Hải Vương Jisoo cũng nhất thời không nói nên lời. Thế nhưng thời gian dành cho Hải Vương không nhiều, chỉ thấy cứng không được thì phải mềm. Jisoo trực tiếp giả bộ bị ốm lại, cậu em ngọt ngào không kháng cự được sự mềm yếu của chị. Lúc đó chỉ có thể không nỡ mà rời đi. Thế nhưng đang định đi thang máy, Jisoo đã nhận được tin nhắn của tổng tài gửi đến. Đang ở gần nhà em, sẽ lên nhanh thôi. Jisoo thấy vậy hoảng rồi. Jiho, sao thế chị? Đi thang bộ đi, thang bộ. Sao đột nhiên lại đi thang bộ? Bảo em đi thang bộ thì đi thang bộ đi. Người trẻ nhất định phải rèn luyện sức khỏe, không thể để bị ốm giống như chị được. Nói xong thì đẩy cậu em ngọt ngào vào thang bộ. Ôi trời ơi, cô gái xấu xa này, tôi đã bắt đầu đồng tình với cậu em ngọt ngào rồi. Em trai thật sự thảm quá. Nhìn thấy thang máy sắp mở cửa rồi, Jisoo nhanh chóng chạy lại về phòng. Đến rồi sao Chan U, em ngủ quên vừa rồi mới nhìn thấy tin nhắn. Hay lắm, quản lý thời gian không một kẽ hở. Lần này không có gì để nói. Mà khi tổng tài nhìn thấy Jisoo đầu đầy mồ hôi, tổng tài ngốc nghếch còn tưởng là Jisoo bị ốm rất khó chịu, lập tức đau lòng hơn nữa. Làm việc cũng phải biết chăm sóc bản thân cho tốt. Nói xong thì ôm Jisoo vào trong lòng. Jisoo lúc này cũng hưởng thụ lắm. Đây là một cô gái xấu xa, chân trước vừa mới đuổi em trai ngọt ngào đi, chân sau trong phòng đã xuất hiện tổng tài mặt lạnh. Bình thường mà không mua sách liên quan đến quản lý thời gian thì làm sao có thể xử lý được tình hình kích thích như thế. Thế nhưng hẹn hò với hai người đàn ông thì đã thật đấy, trở ngại thì vẫn cực lớn. Ví dụ như Jisoo hiện tại bị cảm rồi cũng phải uống thuốc cảm 2 lần, bởi vì trước đó vừa uống thuốc cảm em trai ngọt ngào mang đến, bây giờ lại nhìn thấy tổng tài mang thuốc cảm đến, kể cả ở trên giường có là một người đàn ông. Jisoo thật sự không dám uống. Anh nhìn em uống, như thế anh mới có thể yên tâm đi làm việc. Lúc này Jisoo muốn đổi chủ đề nói chuyện, hỏi tổng tài có muốn nghỉ ngơi rồi mới đi không? Em đi pha cho anh một cốc cà phê, mà tổng tài trực tiếp từ chối luôn. Nhìn thấy tổng tài cứ bắt mình phải uống thuốc, Jisoo chỉ có thể mềm mại hỏi tổng tài, có khi nào vì uống nhiều thuốc có thành phần tương tự mà nghèo luôn không? Đối mặt với câu hỏi thế này, tổng tài nói rằng, dùng quá liều thì chắc là sẽ có vấn đề đó. Mau uống đi, lời đã nói đến như thế rồi. Một không làm hai không nghỉ, nữ chính chỉ có thể uống phần thuốc cảm thứ hai xuống. Thấy Jisoo đã uống thuốc rồi, tổng tài cũng yên tâm, đã đến lúc tạm biệt. Thấy tổng tài đi rồi, trái tim đang treo lơ lửng của Jisoo cũng rơi xuống. Chứ như thế này chắc ngỏm sớm. Nhìn thấy chưa các chị em, yêu hai người mệt thật sự.
Sau đó em trai ngọt ngào gửi tin nhắn quan tâm, mà em trai ngọt ngào bị đuổi đi. Lúc này đang ở đâu đây? Chỉ thấy lúc này đang ở trong quán bar uống rượu Mạnh. Thế nhưng ngay sau đó, cái này sao Mạnh quá vậy? Nghĩ chị nhất định coi mình như một đứa trẻ con, thường tự nhiên thấy buồn tự nhiên phát ra. Lúc này có chị em nào giống như tôi, muốn lao vào ôm em trai ngọt ngào, nói với em ấy, em không phải trẻ con, em là bảo bối trong lòng chị. Mà lúc này tổng tài vừa về lại công ty tăng ca, cũng không có tâm trạng làm việc. Nghĩ đến bản thân mình vừa rồi đã từ chối Jisoo, đau lòng rồi sao? Thế nhưng giờ phút này, Jisoo uống thuốc cảm tới 2 lần, một giấc ngủ đến khi trời sáng, mở tin nhắn điện thoại lên, tràn ngập câu hỏi của hai anh người yêu, tình yêu nhân đôi, quả nhiên là thứ người phàm chúng ta không thể hưởng được, quá là nặng nề. Mà khi ánh mắt Jisoo nhìn thấy hộp chân gà đã bị lãng quên kia, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Đến buổi tối, Jisoo bụng vẫn còn đang đau, một mình ngồi trong công viên chờ đợi, oán trách sao vẫn chưa đến. Vào lúc đang cúi đầu khó chịu, trước mắt lại xuất hiện một hình dáng, ngẩng đầu xem, chính là người chồng tương lai của các bạn. Anh bạn thân mặc đồng phục thật sự quá đẹp trai, đều bị vẻ đẹp trai thu hút. Thế nhưng Jisoo lại cười nhạo anh ấy, mặc đồng phục gì thế này, thật sự mất mặt ghê. Nhưng anh bạn thân lại dịu dàng nói, sau khi kết thúc hoạt động lập tức đến thì còn làm sao được, còn không phải cậu nói là lập tức đến sao? Không phải, thế tớ cũng tưởng là cậu thay đồ rồi mới tới, nếu mà đi thay đồ thì cậu phải ở đây đợi cả buổi tối đấy. Jisoo nói với anh bạn thân, hôm qua cậu mua chân gà cho tớ, hôm nay tớ mời. Thế nhưng anh bạn thân lại bảo Jisoo đưa tay ra, đưa tay cho tớ, tay. Chỉ thấy anh bạn thân đỡ lấy tay Jisoo, dịu dàng xoa bóp huyệt vị. Anh bạn thân hỏi Jisoo có phải gần đây áp lực lớn quá, bởi vì mỗi khi Jisoo áp lực lớn, tiêu hóa đều sẽ không tốt, mới dẫn đến bị cảm mạo tiêu chảy, một hồi bấm huyệt dịu dàng. Còn ở bên cạnh cà khịa Jisoo, có phải là bệnh nhân tổng hợp gì đó? Hóa ra người hiểu Jisoo nhất vẫn luôn là anh bạn thân Huyên U. Thấy tay nghề của bạn thân tốt như thế, Jisoo lại bắt đầu rồi. Oa, hay là cậu làm bác sĩ riêng của mình đi. Không làm, mình thật sự sẽ đối xử tốt với cậu mà. A, ồn ào quá, không dính chiêu này rồi. Thế nhưng nhìn thấy Jisoo khó chịu, anh bạn thân cuối cùng cũng nói ra những lời gần đây muốn nói, nói rằng Giang Jisoo gần đây có vấn đề. Jisoo không hiểu gì, anh bạn thân nói một chân đạp hai thuyền, đó không phải là phong cách của cậu, che giấu xem sắc mặt nói dối vân vân. Theo như mình thấy, cậu không cần nhìn sắc mặt của người khác, sống cuộc sống làm điều mà cậu thích mới được. Chỉ có như thế Giang Jisoo mà tớ biết mới không xảy ra vấn đề. Jisoo nghe xong nhất thời không biết nói gì, và buổi sáng vừa mới đến công ty, Jisoo còn đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện thâu đêm với anh bạn thân tối qua. Tổng tài đi đến bên cạnh Jisoo, hỏi cô ấy trạng thái thế nào rồi. Jisoo cười trả lời, à đương nhiên rồi, nhờ vào ai đó. Trong vô thức lại khiến tổng tài vui như mở cờ trong bụng. Thế nhưng hành động của Jisoo và tổng tài đều bị cậu em ngọt ngào âm thầm để ý. Thấy bạn gái của mình cười cười nói với người khác vui vẻ như thế, trong lòng cậu em ngọt ngào như vừa uống bát giấm. Lúc này, Jisoo cũng nhận được tin nhắn của cậu em ngọt ngào gửi đến. Đừng có cười với tổ trưởng như thế, em sẽ ghen. Hôm nay lại là một ngày ngưỡng mộ Jisoo. Thế nhưng yêu đương tốn quá nhiều tâm tư, trong công việc tự nhiên sẽ xuất hiện sai lầm. Sai lầm do nhân viên của mình gây ra, không có chú ý trạng thái hợp đồng của người mẫu, dẫn đến người mẫu cuối cùng không thể nào ký hợp đồng với công ty. Jisoo thân là tổ trưởng của nhóm, tự nhiên phải chịu trách nhiệm chính. Nhìn về phía tổng tài nghiêm khắc, biết được chuyện đến truy cứu trách nhiệm, cũng rất trí công vô tư phê bình Jisoo. Sau đó còn chỉ trích, trạng thái làm việc gần đây rất kém, hôm nay đến chuyện ký hợp đồng lớn như thế cũng không để ý. Tổng tài càng phê bình càng hăng. Thế nhưng vào lúc này, tổ trưởng, anh đủ rồi đó. Chỉ thấy Jiho lúc này đứng lên, xung đột trực tiếp với Chan U. Tổng tài nghe xong thì cười nhẹ, nhà thiết kế ở đây không phải nơi dùng chuyện không có cách nào là có thể được làm việc. Bây giờ cậu còn trẻ không hiểu quy tắc. Thấy tổng tài nói mình nhỏ, không hiểu chuyện, Jiho lại càng máu chiến hơn, nói rằng bản thân không hề nhỏ tuổi như mọi người nghĩ. Nhìn thấy giữa hai người dần nồng nặc mùi thuốc súng, Jisoo đứng ở giữa, thật sự không biết nên làm sao. Sau đó là dự báo thời khắc nguy hiểm hồi hộp, đại diện Giang, em vẫn ổn chứ? Hành động thân mật của Jiho khiến tổng tài ngốc nghếch cuối cùng cảnh giác được, cậu ấy có phải có ý với Jisoo, đồng thời cũng làm lộ ra anh bạn thân như hình với bóng 10 năm không rời. Trước khi trong lúc bận bịu vẫn dành thời gian mua chân gà cho Jisoo, miệng thì nói, dù sao Giang Jisoo được cái da mặt dày, cô ấy tưởng cô ấy gọi điện thoại cho mình muốn ăn chân gà, mình sẽ mua chân gà cho cô ấy ăn sao? Thế nhưng vẫn tự vào mình, đi mua chân gà đến cho Jisoo, đến trước của nhà Jisoo, vốn muốn trực tiếp ấn mật mã vào nhà, nhưng sau khi đến gần cánh cửa, dường như nghe thấy bên trong có động tĩnh. Thực tế lúc này bên trong là Jisoo đang ôm ấp với em trai ngọt ngào. Anh bạn thân tận tâm để chân gà xuống, ấn chuông cửa sau đó rời đi. Hay lắm,
hóa ra vẫn luôn giả bộ lạnh lùng. Anh bạn thân không để tâm đến Jisoo, thật ra cũng là một người tiếp cận để ở bên cạnh Jisoo. Nhìn chiều hướng phát triển, kết cục cuối cùng chắc là ở bên cạnh anh bạn thân chắc luôn. Jisoo, em nỗ lực như thế nào? Anh biết mà còn hung dữ với em như thế. Anh xin lỗi. Jisoo là một cô gái xấu xa. Cô gái cực kỳ xấu xa. Cho dù Jisoo là bạn gái của mình, nhưng tổng tài vẫn là người công tư phân minh. Thế là càng giáp huấn nghiêm khắc một trận, khiến cho cậu em ngọt ngào bên cạnh nghe không nổi nữa. Trực tiếp đứng lên đối đầu với tổng tài. Hai người đừng đứng đây tranh cãi nữa. Nói rằng đây là vì mình gây ra lỗi lầm trong công việc, mới dẫn đến công ty không có người mẫu chụp hình cùng. Hai vị không cần phải vì thế mà tranh giành. Tổng tài bởi vì muốn thông báo tình hình cho khách hàng, thế là rời đi trước. Jisoo bảo đồng nghiệp sắp xếp xong phương án ứng phó, lại dịu dàng nói với cậu em ngọt ngào. Cảm ơn em đã đứng về phía chị, nhưng dù như thế lần sau đừng làm vậy nữa. Sau đó còn xin lỗi Jisoo, nói bản thân đã khiến chị khó xử. Cũng lúc này, đồng nghiệp ở trên Ins phát hiện ra, manh mối của người mẫu đã mất liên lạc, dường như đang ở trên một quán rượu đường san rong. Đồng nghiệp lần lượt cà khịa là vì cô ấy, mới khiến công ty loạn như cào cào. Jisoo lập tức để đồng nghiệp gửi định vị sang cho mình. Cô ấy đi đến quán rượu san rong tìm thử xem sao. Cậu em ngọt ngào nghe xong cũng muốn cùng đi với chị. Tổng tài Chan U lại lần nữa đi vào. Jisoo nói với tổng tài tình hình, mà điểm quan tâm của tổng tài là nhà thiết kế Jiho cũng cùng đi sao? So với một người thì hai người tìm nhanh hơn. Nhìn ánh mắt oán hận của cậu em ngọt ngào, nữ chính than đúng là tạo nghiệp. Khung cảnh ngượng ngùng ba người cùng đi lại đến rồi. Khung cảnh này có cảm giác một nhà ba người không? Ở trên xe, tổng tài vừa rồi ở công ty còn đang nặng lời lại xin lỗi. Sau đó bá tổng nhìn qua gương chiếu hậu, dường như nhìn thấu được tâm tư của cậu em ngọt ngào, hơn nữa còn để tay lên trên vai của Jisoo. Jisoo, em nỗ lực như thế rồi. Jisoo hồi hộp nhìn về phía sau. Cảm ơn anh đã nói thế với em. Cảnh đáng sợ này cũng thật sự kích thích. Đến đường san rong, ba người Jisoo đến từng quán rượu hỏi, nhìn xem có từng gặp người mẫu này chưa. Nhưng hỏi mấy quán rồi vẫn không tìm thấy. Khi Jisoo đang cảm thấy bụng không thoải mái, anh bạn thân gửi tin nhắn đến, hỏi Jisoo có đến quán chuyện tranh không. Vào lúc Jisoo đang trả lời tin nhắn, tổng tài lại xuất hiện ngay trước mặt. Jisoo thấy cậu em ngọt ngào không ở bên cạnh, hỏi tổng tài vừa rồi ở trên xe sao đột nhiên lại làm thế. Tổng tài lại nói bản thân không có ý gì. Jisoo lại mượn cơ hội trêu đùa. Tổng tài trực tiếp nói ra suy đoán trong lòng, hỏi nhà thiết kế có phải có ý với Jisoo không. Chị ơi, gọi thuận miệng lắm cơ. Hôm nay còn đặc biệt nói giúp cho em. Chưa từng nói với cậu ta em có người yêu rồi sao? Jisoo lập tức nói là em nói rồi. Lại nói rõ ràng với cậu ấy nữa đi. Người em yêu đang đứng bên cạnh em, người đó chính là anh. Cũng lúc này ở cổng cục cảnh sát, anh bạn thân đẹp trai của chúng ta còn đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn nói chuyện với Jisoo, đợi đối phương trả lời tin nhắn. Nhưng đợi rất lâu vẫn không trả lời tin nhắn. Không phải lại là cô gái đó chứ? Bạn là con gái quen biết 10 năm. Cậu tìm chết à? Quả nhiên là thế. Anh bạn thân mới là nam chính ẩn giấu của chúng ta. Các bạn cảm thấy sao? Chỉ bởi vì cô ấy đồng thời hẹn hò với hai bạn trai cực phẩm, bởi vì một số nhạc đệm, khiến hai người bạn trai vốn không hề có điểm chung và bản thân lại xuất hiện trong cùng một công ty. Bể cá chật hẹp, khiến Jisoo mỗi ngày đều trải qua cảm giác như sắp bị phát hiện. Mà hôm nay Jisoo cũng không chịu được nữa. Cô gái xấu xa tinh thần thể xác đều chịu giày vò, lựa chọn tự thừa nhận thân phận của mình. Hai người đều là, bạn gái của hai người đều là em. Hóa ra vào mấy tiếng trước, anh bạn thân gửi tin nhắn hỏi Jisoo, buổi tối có muốn đến tiệm truyện tranh chơi không? Kết quả nhìn điện thoại cả nửa ngày, Jisoo vẫn không có trạng thái trả lời mình. Đồng nghiệp cà khịa anh ấy có phải lại là cô bạn giới tính nữ đã quen biết chục năm nay không? Đồng nghiệp giàu kinh nghiệm vừa nhìn là nhận ra, anh bạn thân chắc lại bị từ chối rồi. Cứ cho lại cậu có nhìn đến thủng điện thoại, cô ấy cũng sẽ không trả lời. Đồng nghiệp nói cậu như thế này cũng quá hèn mọn rồi, người ta không ăn chiều này. Anh bạn thân còn lương tâm cắn rứt mà đi giải thích, nói bản thân không thích cô ấy, chỉ là cảm thấy ở bên cạnh cô ấy rất phù hợp. Cậu em ngọt ngào thấy Jisoo dường như không thoải mái, đưa tay ra muốn sờ thử xem Jisoo có bị sốt hay không, lại bị tổng tài bá khí đưa tay ngăn lại. Khung cảnh ngại ngùng này, Jisoo nội tâm hoang mang, bất chấp trán đầu mồ hôi lạnh, vẫn nói với em trai ngọt ngào là mình không sao. Nhưng cậu em ngọt ngào lại trực tiếp chất vấn tổng tài. Từ lúc ra ngoài đến bây giờ, thái độ với Jisoo hình như có chút kỳ quái. Tổng tài lại quay lại đánh trả, cậu mới đang hiểu lầm gì đó chứ? Thấy hai người tí nữa thì động thủ, Jisoo liền ngăn cản hai người lại. Chính vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Jisoo ngẩng đầu nhìn thấy cứu tinh mà mình còn đang tìm kiếm. Đây không phải là người mẫu cho công ty leo cây đó sao? Người mẫu sau khi nhìn thấy Jisoo là ai lại giả bộ không nhận ra, nói xong còn muốn chuồn, nhưng lại bị Jisoo kéo lại. Người mẫu dứt khoát đẩy Jisoo ngã xuống đất sau đó liền chạy. Sau đó bốn người đuổi theo người mẫu, ngồi với nhau ở quán cà phê. Tổng tài không hiểu chất vấn người mẫu,
là vì gian lận bị phát hiện nên mới chạy trốn sao? Người mẫu nghe xong thì chế giễu, không hổ là tổ trưởng, một câu nói đã tổng kết xong. Hóa ra người mẫu sau khi bị phát hiện chân đạp hai thuyền, khiến chuyện rồi tung lên, áp lực quá lớn mới nhất thời chơi trò mất tích. Cậu em ngọt ngào hỏi người mẫu tại sao lại chân đạp hai thuyền, lẽ nào cô cảm thấy vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện sao? Jisoo nghe thấy thế lại càng ngại ngùng, cảm thấy cậu em ngọt ngào cứ như đang nói chính mình vậy. Người mẫu nghe xong nói bản thân là bị dã tâm muốn hẹn hò của cả hai người mới làm thế, sau đó nói bản thân thật buồn cười, rõ ràng không ai ép buộc bản thân phải làm thế, chỉ là muốn hẹn hò với cả hai người. Nhưng sau khi hẹn hò với cả hai mới cảm thấy không hạnh phúc, cuối cùng vẫn là bởi vì vẫn luôn âm thầm mà cảm thấy kiệt quệ về tinh thần và thể chất. Jisoo nghe thấy người mẫu nói những lời này, đây không phải là những gì bản thân đang trải qua sao? Jisoo à, chúng mình có tâm tí đi, người ở bên cạnh này là tiền bối đó. Xong việc ba người đến quán bar, khi Jisoo còn đang uống rượu, anh bạn thân lại gửi tin nhắn đến lần nữa, hỏi Jisoo làm gì mà đọc tin nhắn không trả lời. Jisoo trả lời là bản thân không đi được, trước mắt vẫn cần phải xử lý hai mối phiền phức này, chuyện không phải lại đến rồi. Tổng tài không đâu lại nói, khen đồ của cậu em ngọt ngào rất đẹp. Cậu em ngọt ngào nghe xong nhìn về phía Jisoo cười rồi, nhà thiết kế có bạn gái rồi sao, sao thế, nhìn không giống có rồi sao? Tổng tài vừa nghe cậu em ngọt ngào có bạn gái rồi, địch ý của người đàn ông lập tức hạ xuống, tiện miệng nói, cảm thấy là bạn gái của tôi cũng sẽ thích chiếc áo này. Tổ trưởng cũng có bạn gái rồi sao? Tổng tài nghe xong nhìn về phía Jisoo, cậu em ngọt ngào nói xem ra bạn gái của chúng ta cách nhìn khá giống nhau. Giờ phút này Jisoo đang ngồi đối diện, đừng có nói hồi hộp đến mức nào. Vào lúc hai anh bạn trai cụng ly, Jisoo cuối cùng cũng sụp đổ phòng tuyến cuối cùng. Cả hai đều là em, hai người đều là em, bạn gái của hai người. Jisoo cuối cùng cũng không thể có cả hai người bạn trai. Còn nhớ lúc còn đi học, Huyên U ngồi ngay đằng sau, thấy cô ấy bụng không thoải mái, liền vỗ vỗ cô ấy, bảo cô ấy đưa tay đây, đang làm gì thế, không phải nói là dạ dày không thoải mái sao, như thế này thì sẽ khỏi sao? Ừ, Jisoo nói làm sao mà tin cậu được. Ô, có tác dụng phết này, làm tiếp đi. Một vị bạn học chạy đến, thấy hai người tay kéo tay thân mật như thế, tưởng là hai người đang hẹn hò. Jisoo sau khi nghe nhanh chóng rút tay về. Bạn học lại nói, cậu không phải đang hẹn hò với bạn lớp 4 sao? Jisoo nghe xong vô cùng kinh ngạc, giải thích nói cái tên cuồng theo dõi đó, ra ngoài lại nói mình là bạn gái của cậu ta. Nói xong cậu em bên lớp 4 lại đến thông báo cho Jisoo, nói đại ca của bọn họ hẹn Jisoo đến rừng nhỏ gặp mặt, đợi Jisoo đến khi rừng nhỏ phía sau trường học, càng xảy ra chuyện nổi tiếng toàn trường. Tôi không phải bạn gái của cậu, tôi đã nói mấy trăm lần rồi hả? Tôi ghét cậu, đáng ghét, tôi ghét cậu. Tại sao nói chuyện hẳn hoi thì lại không nghe hiểu hả? Cứ như thế cậu chàng cuồng theo dõi bên lớp 4, bị Jisoo cầm bó hoa đuổi đánh khắp khuôn viên trường. Từ đó có thể thấy tính nhẫn nại của Jisoo thật sự không tốt chút nào. Mà quay lại thời điểm hiện tại, hai con cá mà Jisoo đồng thời nuôi, không thể nào chịu được sự dày vò về cả thể xác và tinh thần. Lựa chọn ngửa bài với cả hai bạn nam, hai người đều là em, bạn gái của hai người. Hai người vừa nghe thì sốc đơ người, cậu em ngọt ngào không dám tin mà hỏi Jisoo, có phải đang đùa với mình không? Mà tổng tài lại cười nhạo anh ấy, còn chưa nhìn rõ hiện thực sao? Cậu em ngọt ngào vẫn chưa chết tâm mà hỏi chị, có phải là có hiểu lầm gì không? Jisoo lại rất có lỗi mà nói xin lỗi, còn nói Chan U nói không hề sai. Bản thân của thật đã một chân đạp hai thuyền. Cậu em ngọt ngào hỏi chị tại sao lại làm thế. Bản thân rõ ràng đã đối xử với chị rất tốt. Jisoo nghe xong nhanh chóng nói lời lấp liếm, tuyệt đối không phải bởi vì em không tốt. Cậu em ngọt ngào tức giận nói chị quá tệ rồi, tại sao có thể đồng thời thích cả hai người chứ? Tuy rằng rất khó giải thích, nhưng chị thật sự thích cả hai người. Cậu em ngọt ngào nghe xong tức giận nói Jisoo mặt đủ dày, còn hỏi trong khoảng thời gian này thấy vui không? Không phải như thế. Tổng tài không hổ danh là người lớn hơn vài tuổi, sau khi bình tĩnh hỏi Jisoo bây giờ muốn thế nào. Thế nhưng lúc này Jisoo thật sự không thể nhịn được nữa, sau khi đứng lên nói ba người trước tiên cứ bình tĩnh lại đã, chúng ta đều nghĩ kỹ rồi mai nói chuyện. Nói xong cầm áo và túi đứng lên chuồn trước. Sau khi về nhà, Jisoo nản lòng nằm bò trên giường, không dám tưởng tượng đến việc mai mình phải đến công ty làm việc, nên làm thế nào để đối mặt với hai người. Nhưng đối với Hải Vương, Jisoo mà nói, chia tay cũng không phải một hai lần gì cả. Chỉ là lần này bạn trai đều rất ưu tú, nhưng cũng chẳng mảy may chút nào mà ngủ một giấc. Sau khi không cần che giấu việc bản thân một chân đạp hai thuyền, trạng thái ngày hôm sau của Jisoo vô cùng tốt, không chỉ làm tốt phần công việc của bản thân mình, mà còn giúp tổ viên không ít việc. Đại thông minh cảm khái Jisoo ban đầu đã trở lại rồi, thế sao? Là bởi vì tối hôm qua ngủ rất ngon. Jisoo nói xong phút chốc cảm thấy bản thân nói sai rồi, ngại ngùng nhìn về phía hai bảo bối cũ, mà hai vị người cũ này thì thái độ với Jisoo cũng thay đổi 180 độ. Tổng tài bởi vì chuyện nhỏ mà nạt Jisoo á khẩu,
cậu em ngọt ngào ở bên này cũng không hiểu Jisoo, cũng tức giận lựa chọn che giấu. Hôm qua về nhà an toàn chứ? Vào lúc không khí vô cùng ngại ngùng, điện thoại của cậu em ngọt ngào nhận được một tin nhắn. Mở điện thoại ra xem lại là tin nhắn của tổng tài gửi đến, hỏi cậu ấy tan làm có thời gian không? Hai người cùng nhau đến một quán rượu. Tiết tấu này là hai người này ở bên nhau sao? An ủi tâm hồn đang bị tổn thương của đối phương sao? Chính vào buổi tối hôm qua, Jisoo không thể chịu được sự dày vò về thể xác và tinh thần thêm nữa, lựa chọn ở trước mặt hai anh bạn trai làm lộ thân phận của mình, thừa nhận bản thân là bạn gái của hai người họ. Vốn tưởng rằng tổng tài và cậu em ngọt ngào sẽ rời khỏi Jisoo, thế nhưng chính vào vừa rồi, tổng tài thế mà lại nói ra lời như thế nào? Em vẫn nên tiếp tục một chân đạp hai thuyền tốt hơn. Ôi giời ơi, đây là tình huống gì thế? Jisoo hô lên, ôi còn có chuyện tốt thế này à? Khung cảnh ba người trong cùng một phòng là có thật sao? Không dám tưởng tượng. Hóa ra vào một tiếng trước, tổng tài hẹn cậu em ngọt ngào đến quán ba uống rượu. Mặc dù bầu không khí này có chút không đúng, mơ hồ liên quan đến sự phát triển của phim, nhưng bởi vì những lời nói hôm qua của Jisoo, hiển nhiên hai người tối qua đều mất ngủ. Cậu em ngọt ngào nói tâm tình của mình rất kỳ quái, rõ ràng vô cùng tức giận với Jisoo, nhưng cứ thế này mà chia tay với cô ấy, bản thân lại không chấp nhận được. Tổng tài thể hiện mình cũng thế. Sau đó tổng tài hỏi anh ấy tính thế nào. Cậu em ngọt ngào nói đương nhiên là chọn chia tay rồi. Nhưng tổng tài lại nói đây không phải lựa chọn chính xác. Tôi muốn biết suy nghĩ thật sự trong lòng của cậu. Vốn dĩ tôi định đợi anh và Jisoo chia tay, tôi và cô ấy tiếp tục hẹn hò. Tổng tài trong lòng nghĩ hay lắm. Tổng tài tiếp tục hỏi Jiho tại sao lại thích Jisoo. Là cô ấy khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn. Là Jisoo, cô ấy thật sự rất thích tôi. Hơn nữa cô ấy cũng rất thích tổ trưởng là anh. Sau đó Jiho thốt lên, trừ chia tay quả thật không có biện pháp nào khác. Thật sự rất đau khổ. Tổng tài sau khi nghe thấy một loạt lời nói của cậu em ngọt ngào, hình như cũng trầm ngâm. Đồng thời lúc này ở một nơi khác, Jisoo và anh bạn thân Hyun-woo cũng đang cùng nhau uống rượu. Anh bạn thân mang truyện tranh bản giới hạn mà Jisoo thích nhất. Jisoo nhìn thấy món quà vô cùng vui vẻ, lại ngọt nhạt nói, quả nhiên tớ chỉ có cậu thôi, Hyun-woo à. Hyun-woo nghe xong cười nhẹ, nói thật sự như thế thì tốt rồi. Sau đó nói bản thân tối hôm qua, nói chuyện một chân đạp hai thuyền cho bọn họ rồi. Anh bạn thân nghe xong khuôn mặt kinh ngạc, hỏi thế phản ứng của hai người đó như thế nào. Jisoo khuôn mặt buồn bã nói, phản ứng không bằng tức giận mắng người kia. Biểu hiện lạnh lùng của bọn họ trước giờ tớ chưa từng thấy. Còn nói tâm tình bản thân rất kỳ quái, trước kia chia tay chưa từng buồn như thế. Hình như tớ thật sự thích hai người bọn họ. Anh bạn thân trong lòng vô cùng buồn bã. Thế nhưng chính vào lúc này, nói rằng muốn gặp mặt Jisoo. Tớ sắp bị đá rồi, về đây. Ha ha, Jisoo cũng thật có tính tự nhận thức. Anh bạn thân đau lòng hỏi Jisoo, hay là đi cùng với Jisoo? Jisoo lại nói cậu cho tớ chút mặt mũi đi, tớ đi rồi về luôn. Trở về rồi thì đống rượu này cậu mời nhé. Jisoo đến nơi hẹn, đến đây thì phát hiện tổng tài Chan-woo cũng ở đây. Em vẫn là một chân đạp hai thuyền tiếp thì tốt hơn. Cái gì gọi là tiếp tục đạp hai thuyền? Cho nên nói hai người thật phóng khoáng, cho hỏi có ai đau lòng cho anh bạn thân không? Lần này đợi Jisoo không trở về rồi, thật sự không ổn, thì bốn người cùng không phải không được. Các bạn thấy sao? Bạn đã từng bị cười cho tỉnh chưa? Mới sáng sớm Jisoo đã cười đến nỗi tỉnh cả ngủ, chỉ vì hai cậu bạn trai bé nhỏ. Tối qua nói với cô một câu, đạp chân hai thuyền vẫn tốt cho em hơn. Câu nói của tổng tài khiến Jisoo kinh ngạc. Hai người gọi tôi ra đây, lẽ nào không phải muốn chia tay với tôi sao? Cậu em ngọt ngào nói không phải họ cho rằng như vậy là hợp lý, mà là bởi vì hai người họ không nỡ xa Jisoo. Tiếp đó tổng tài vẫn chắc chắn, đúng vậy, em yêu chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu em, tình cảm này là thật, bởi vậy không muốn chia tay với em. Từng câu nói cảm động của hai người đàn ông đã làm Jisoo cảm động phát khóc. Jisoo cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, rõ ràng một giây trước cô đã chuẩn bị tinh thần bị đá. Tổng tài lại nói, hai người họ có một điều kiện, đó chính là khi làm xong hạng mục này của công ty, Jisoo bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, giữa hai người chỉ được giữ lại một, nhưng cũng đành phải đồng ý, dù sao yêu hai người cùng lúc, có thể sướng một ngày. Sau đó mỗi người một tay được cô ôm vào lòng. Bức họa này giống như một nhà ba người. Jisoo à, có phải em đã quên một người? Bạn thân đáng thương cứ chờ cô ở trong gió lạnh, đợi Jisoo cả một đêm. Nhớ lại nam đồng nghiệp đã từng nói với mình, nếu không yêu đương, một ngày nào đó chỉ có thể nhìn bạn thân khác giới rời đi. Hyun-woo đau lòng mượn rượu giải sầu. Mặt khác, Jisoo đã có một khởi đầu khác, quang minh chính đại đạp chân hai thuyền. Tổng tài và cậu em ngọt ngào đằng sau thì bới móc cà khịa. Tổng tài cậy mình có xe, sớm đã đi đón Jisoo, đưa cô đến công ty. Còn cậu em ngọt ngào cũng có lá bài riêng. Jisoo vừa vào phòng đã nhìn thấy trên bàn đặt một cốc cà phê, bên trên còn có thêm một tờ giấy nhắn. Đây là cốc cà phê em đích thân làm ở quán cà phê cho chị, khoảng thời gian này rất vất vả, cảm ơn và xin lỗi chị, em yêu chị. Quả nhiên là em trai cao thủ tình trường.
Ngay lúc này cuối cùng hoàng thượng cũng nhớ đến, bạn thân tối qua bị đưa vào lãnh cung, bây giờ tớ mới nhớ ra. Jisoo vừa nghĩ đến tin nhắn hỏi thăm của đối phương, nhìn thấy tin nhắn em trai ngọt ngào gửi cho mình, bảo cô ra ngoài gặp cậu một lát, có chuyện rất quan trọng cần nói. Đợi một chút, Jihoo chẳng phải có chuyện muốn nói sao, hôn một cái nữa rồi nói. Hóa ra em trai sáng sớm quên không tô son dưỡng, định mượn của Jisoo một chút, chẳng phải đã nói ba người bên nhau. Tổng tài nhanh đến đi, anh sắp thua rồi, không phải là cậu muốn hôn tôi nên mới gọi tôi ra chứ. Tôi đã nói rồi ở công ty đừng lộ liễu quá. Jihoo thấy vậy nhanh chóng giải thích, nói mình có chuyện quan trọng cần phải nói. Sau đó cậu nói tối qua mình đã nghĩ một đêm, tò mò có một vấn đề muốn hỏi. Rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu? Tại sao chị với tổ trưởng lại yêu nhau? Nhìn Jisoo bị làm khó, em trai mưa ân cần hỏi thăm, không cần miễn cưỡng để nghĩ đâu. Kể cả BAD Girl Jisoo nói, không phải là vì em không tốt, chỉ đơn thuần là chị thích cả hai thôi. Sau đó lại ôm nhau, dỗ dành mọi ấm ức của em trai mưa. Em yêu chị. Tối hôm qua, khi Jisoo biết được mình có thể quang minh chính đại yêu một lúc hai anh, về đến nhà cô nằm mơ thấy mộng đẹp, hoàn toàn không nhớ. Có một cậu bạn thân đẹp trai đang trong lãnh cung, một mặt lo lắng cho cô, điện thoại không gọi được. Chỉ vì một câu nói của cô, tôi đi một lát rồi về. Hyun-woo một mình đợi cô ở trong quán ăn đến khi đóng cửa. Cho đến ngày hôm sau cô mới nhớ đến Hyun-woo đáng thương, vừa mới nhớ lại tin này, nhưng lại bị em trai mưa làm khuấy đảo tâm can. Vừa rồi ở dưới công ty còn thoa son dưỡng cho nhau, lên lầu lại bận tíu tít với tổng tài. T.U.A. đừng như vậy, bị người khác nhìn thấy thì làm sao? Bây giờ anh không phải là tổ trưởng của em, chỉ muốn dùng thân phận bạn trai của Jisoo để ở bên em. Jisoo muốn tổng tài nói câu ngọt ngào vừa nãy một lần nữa. T.U. lại nói đi ăn tối anh sẽ nói lại cho cô nghe. Tổng tài hỏi tối nay có rảnh không? Tối nay không có việc gì cả, nói với Jihoo rồi. À đúng rồi, nhắc đến Jihoo, Jisoo mới nhớ đến. Đến bây giờ mình vẫn chưa liên lạc với Hyun-woo, vì vậy cô từ chối tổng tài. Còn bạn thân Hyun-woo lúc này, đến cơm trưa cũng không muốn ăn. Nhìn thấy Jisoo gọi điện cho mình, cũng tức giận tắt máy ngang luôn. Cậu không nghe điện thoại sao? Số lạ gây phiền phức thôi. Jisoo vội gửi một loạt tin nhắn. Tớ điên mất thôi, tối qua đợi lâu lắm đúng không? Tớ sẽ quỳ xuống. Nhìn thấy không, mặc dù sắc mặt không vui lắm, nhưng bạn thân vẫn quan tâm hỏi han. Rốt cuộc tối qua bị làm sao? Hai bạn trai có làm khó cậu không? Jisoo nhất thời không biết giải thích như thế nào. Bảo Hyun-woo tối nay chờ cô ở công ty, định tối nay mời anh một bữa rồi nói chuyện. Chính xác là bạn nữ rồi. Tan ca tối muộn, ba người đi từ công ty ra. Sau khi hai người bạn trai tranh nhau muốn đưa Jisoo về nhà, thế nhưng vì Jisoo hẹn bạn thân, vì vậy đã đuổi hai bạn trai đang ăn dấm với nhau đi. Thế nhưng cảnh này của Jisoo đã bị Hyun-woo đến công ty sớm thấy hết tất cả. Điều này làm anh nhớ đến một ngày nọ của 10 năm trước. Jisoo hẹn anh buổi tối tan học cùng nhau đến phòng vẽ. Hyun-woo đang định đồng ý. À đúng rồi, hả? Xin lỗi cậu hôm nay không được. Bạn thân cạn lời. Rõ ràng là cậu nói trước. Hỏi Jisoo không phải trước đó mới chia tay sao? Changmin à, chúng ta đi ăn bánh nướng đi. Lúc đó Hyun-woo vô cùng si tình, luôn bao dung Jisoo vô điều kiện. Anh thật sự muốn ở bên cạnh cô ấy tiếp sao? Này Hoàng Hyun-woo, đã nghĩ ra ăn gì chưa? Không phải vẫn còn giận đấy chứ? Jisoo vẫn giống như trước đây, làm một bài văn mẫu xin lỗi Hyun-woo. Cứ như vậy đi. Jisoo vội kéo tay Hyun-woo lại, nói cậu cứ như thế mà đi sao? Tớ sẽ rất buồn đấy. Bây giờ tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Xin lỗi vì đã tức giận với cậu. Bây giờ tớ phải đi rồi, sau này rồi nói. Jisoo nói làm gì phải lần sau, có chuyện gì thì nói luôn đi. Sợ nói nặng lời với cậu sẽ như vậy. Cậu như thế này tớ thật sự rất ghét cậu. Xong chuyện cậu lại xem như không có gì. Thời gian cậu hi hi ha ha với các bạn trai của mình, cậu có biết tớ lo lắng cho cậu không? Jisoo biết lần này mình là lỗi của mình, nắm tay Hyun-woo muốn níu kéo. Thế nhưng Hyun-woo là một người si tình. Tớ mệt rồi, bây giờ tạm thời dừng đến đây thôi. Rốt cuộc tớ là gì đối với cậu? Nói xong anh vùng khỏi tay Jisoo, quyết định không quay đầu lại, chỉ để lại Jisoo ngây ngốc giữa đường. Lúc này Jisoo thật sự đã mất đi người bạn thân 10 năm của mình. Lần trước chọc bạn thân nổi giận, Hyun-woo một tuần không liên lạc với Jisoo. Jisoo vì vậy mà cảm thấy đau lòng. Bạn trai tổng tài gọi điện đến, hỏi cô có về nhà an toàn không? Nghe thấy giọng điệu của Jisoo rất thất vọng, vì vậy tổng tài lại hỏi, bây giờ anh qua đó em chờ nhé. Tổng tài vừa vào, Jisoo đã nhào vào lòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ như vậy một lát thôi, một chút thôi, cứ như vậy. Một giây trước Jisoo đang còn đau lòng vì Hyun-woo, bây giờ đã xả vào lòng tổng tài. Muộn như vậy rồi. Jisoo lo lắng tổng tài gặp người xấu, vì vậy nói một câu đầy tình tứ, đi đêm nguy hiểm lắm, nếu như TU bị người xấu bắt thì phải làm sao? Ở đúng nhỉ, bây giờ cũng muộn quá rồi, ăn đêm không? Jisoo đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng, cô nói họ nên nói với Jihoo một tiếng.
Bởi vì lúc tan ca rõ ràng cô bảo hai người về nhà trước, bây giờ Jisoo lại gặp riêng tổng tài. Nói xong cô gọi Jiho đến, vì vậy rất nhanh ở nhà Jisoo đã xuất hiện một bức kiệt tác thế giới thế này. Tổng tài không thoải mái, rõ ràng tối nay mình được hưởng thụ hậu cung. Anh ghen tuông hỏi Jiho, rõ ràng nhà ở xa, sao lại đến nhanh như vậy? Em trai Mưa nghe xong không nhượng bộ, cậu nói cho dù nhà mình có ở Busan cũng phải chạy đến. Ở bên cạnh Jisoo tranh sủng, Jiho à, tối nay ở lại đây qua đêm không? Tổng tài nghe xong thì không vui, ba người ngủ cùng nhau chẳng phải rất kỳ sao? Jisoo hỏi ngược lại kỳ chỗ nào? Em trai Mưa lại đổ thêm dầu vào lửa, nói tâm tư của tổng tài không trong sáng, em sẽ ngủ lại ở đây. Cậu ngủ ở đây sao? Sao vậy? Tổ trưởng không vui sao? Không vui thì có thể đi. Nhìn Jisoo tức giận, tổng tài vội vàng kéo tay Jiho, thể hiện chúng ta sẽ hòa hợp vui vẻ. Vậy nên tiếp theo sẽ là kiệt tác thế giới của ba người. Ba người ở phòng khách xem phim mà. Hai người đều nhào vào lòng tổng tài. Để cứu vãn thể diện, em trai Mưa mạnh mồm nói, một chút cũng không sợ. Sau đó ba người lại chơi game đá bóng. Em trai Mưa đã làm hòa tỷ số. Sau đêm nay, trên gương mặt hạnh phúc của Jisoo viết hai chữ ái phi. Jiho Tu hai người cũng lần lượt tán thành. Thế nhưng tổng tài không dài dòng văn tự nói thẳng. Jisoo à, anh thật sự rất yêu em. Em trai nghe xong không tự nguyện. Em ấy à, so với người này, gấp 2, gấp 3 à, không phải, yêu Jisoo gấp 4 lần. Tổng tài nghe xong nói Jiho ấu trĩ. Không ngờ một giây sau, Jisoo à, hả, anh yêu em gấp 8 lần. Thật sao, nói cái gì vậy, em yêu chị gấp 16 lần. Cứ như vậy hai bạn trai đều tranh sủng. Tiếp theo là một bức họa khiến người xem sửng sốt. Ba người cứ như vậy ngủ cùng nhau, một giường một chăn nhưng ba người. Thật là khác xa với thực tế, để tôi xem lễ tình nhân này. Thế nhưng lúc này Jisoo thật sự vui vẻ sao? Bỏ mặc hai bạn trai cực phẩm ở trên giường, còn mình xuống giường nằm dưới sàn. Một lần nữa nhìn vào điện thoại, Hyun U đã không liên lạc với cô một tuần rồi. Quả nhiên sau khi điên rồ một hồi, Jisoo vẫn nhớ đến bạn thân của mình. Jisoo là một BAD girl. Ban ngày cô yêu hai người đàn ông ở trên công ty, buổi tối cô lại chạy đến nhà anh bạn thân. Tại sao cậu lại chạy đến nhà tớ? Nhân lúc bạn thân không chú ý, Jisoo lên công kích. Sáng sớm khi đi làm, Jisoo nhận được tin ở phòng tranh. Hóa ra chương 17 của chú thuật hồi chiến đã về rồi. Theo bản năng cô lấy điện thoại, muốn hẹn Hyun U tan làm đi xem cùng. Cô phản ứng lại đột nhiên nghĩ đến, Hyun U đã không liên lạc với cô một tuần nay. Sau một hồi suy nghĩ, Jisoo vẫn gửi tin nhắn cho anh. Không lâu sau chuông điện thoại vang lên, Jisoo kích động cứ nghĩ là Hyun U. Này sao cậu giận đến mức bây giờ mới nhận điện thoại của tớ? Anh đây Jisoo. Sau khi nghe giọng nói mới phát hiện, hóa ra là tổng tài. Tổng tài đi công tác nước ngoài, gọi Jisoo đến phòng làm việc của anh, mở tủ bàn làm việc ra. Sau khi mở ra cô phát hiện là một hộp nhẫn tinh xảo, bên ngoài còn có thư tay của tổng tài. Cho dù chữ viết không được như người khác, Jisoo để ý thì thấy trong thùng rác toàn thư nháp. BAD girl bỗng thấy ấm áp hẳn lên. Jisoo quyết định tối nay mời tổng tài ăn chân gà. Nhưng nhất định phải là chân gà sao? Tổng tài nói bởi vì giữ ngoại hình đẹp, vì vậy chưa bao giờ ăn chân gà. Jisoo ngay lập tức mất hứng, nói vài câu qua loa rồi tắt máy. Jisoo thất vọng lại nhớ đến anh bạn thân. Em trai Mưa lúc này đi vào, nhìn dáng vẻ buồn bã của Jisoo, em trai Mưa vô cùng quan tâm, hỏi cô có phải đau dạ dày không, nói xong muốn dẫn cô đi khám bệnh. Jisoo nói cô không sao, không cần phải đi, mỗi lần mình đau dạ dày, chỉ cần dùng tay ấn vào chỗ này vài lần là khỏi rồi. Jisoo lại nhớ đến người đàn ông ấy, mỗi lần cô đau dạ dày, anh bạn thân 10 năm lại ân cần xoa bóp cho cô. Sau đó Jisoo hỏi Jiho có thích xem tranh châm biếm không. Jiho nói mình thích, vậy nên buổi tối Jisoo đưa Jiho đến căn cứ bí mật của cô và bạn thân. Jiho hỏi cô sao lại vui đến vậy, đương nhiên chị lâu lắm rồi không đến phòng đọc truyện tranh. Em trai Mưa nói, chị nói với em sớm, em đã ở bên cạnh chị từ lâu rồi. Câu nói này của em trai Mưa làm Jisoo lại nhớ đến anh bạn thân. Trước đây anh đều đến đọc truyện cùng cô, khi đọc quá chú tâm, Jisoo vui vẻ chia sẻ mẫu chuyện hay trong sách cho em trai Mưa nghe. Xem chỗ này đi, buồn cười lắm. Chỗ này có gì buồn cười đâu. Sau đó cô nhìn thấy Jiho, quyển truyện tranh cậu cầm trong tay, lập tức tinh thần kích động, cứ nghĩ Jiho cũng thích bộ truyện này. Bởi vì trước đây Hyun U thích nhất là bộ này, em thấy cũng hay nên mới chọn thôi. Nhưng ban đầu có chút nhạt nhẽo, Jisoo lại bối rối tập 2. Khi cô muốn tiếp tục đọc truyện, em trai Mưa si tình lại nói, chị à đừng đọc truyện nữa, chơi với em đi. Hẹn hò mà chỉ đọc truyện tranh thì tiếc lắm. Em trai Mưa nói chị có muốn đi ăn không? Jisoo lúc này mới ý thức được, hóa ra cô và hai tiếng sét ái tình hoàn toàn không cùng quan điểm. Jisoo nhìn bộ truyện Hyun U thích đọc nhất và nói, bộ truyện đó thật sự rất hay. Cùng lúc đó bộ phim chuyển cảnh, Jisoo trái ôm phải ấp, đi hẹn hò với hai bạn trai cực phẩm. Lúc này cô gặp được Hyun U mấy ngày nay không gặp, vừa định lên chào thì nhìn thấy,
một cô gái xinh đẹp đang chạy về phía anh, hai người ngọt ngào tay trong tay. Dù Jisoo gọi tên anh, nhưng Hyun-woo vẫn xem như cô không tồn tại, để lại một ánh mắt thất vọng. Đột nhiên tỉnh lại, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Jisoo không hiểu tại sao mình lại mơ như vậy. Cô lại gọi điện cho Hyun-woo, nhưng vẫn không ai nghe máy. Lúc này Jisoo đã đưa ra một quyết định lớn mật, chỉ thấy cô mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, chạy đến trước cửa nhà Hyun-woo, ấn chuông vài lần, nhưng không có ai mở cửa. Jisoo ra sức đập cửa, gọi to tên Hyun-woo bảo anh mở cửa, muộn vậy sao còn đến nhà tớ. Cô gái xấu xa không nói lời nào, chỉ dùng một hành động, nói cho anh biết mục đích mình đến đây. Ai cũng nói tớ rất tệ. Jisoo kể khổ với cậu bạn thân, nhưng đó mới là cậu. Hyun-woo là lớp dự phòng luôn ở bên cạnh Jisoo. Mỗi lần tan học hai người sẽ cùng nhau đến phòng truyện tranh. Jisoo sẽ thả lỏng đặt chân lên đùi Hyun-woo. Phỏng vấn nhiều lần đều thất bại, Hyun-woo cũng được gọi tới gọi lui ở bên cô hầu rượu thay cô gánh vác khổ sở. Sau khi cô nhận được offer tuyển dụng cũng sẽ vui vẻ cõng cô trên lưng và cùng cô chia sẻ niềm hân hoan của sự nghiệp bỏ tớ xuống đi. Có lẽ hai người đã sớm rung động, thế nhưng cô gái xấu xa lại bỏ rơi trúc mã 10 năm này. Trong mơ nhìn thấy anh và cô gái khác tay trong tay, cô đã ghen và cũng sợ. Cô ghen khi anh đối xử tốt với các cô gái khác. Cô sợ mình sẽ mất đi Hyun-woo, vì vậy buổi tối cô không nghĩ nhiều, làm theo trái tim chạy đến trước nhà Hyun-woo. Mở cửa ra, anh bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Còn Jisoo đã trực tiếp bày tỏ lòng mình sau khi môi giao môi. Hyun-woo bất ngờ hỏi cô làm gì vậy. Thế nhưng BAGG nửa đêm trêu đùa xong rồi chạy. Còn Hyun-woo vẫn chưa thể định thần lại được, anh chạy xuống lầu, bảo cô giải thích chuyện vừa nãy cho rõ ràng rồi đi. Còn Jisoo một lần nữa dùng những lời nói tồi tệ, chỉ là muốn xác nhận một chút thôi. Hyun-woo hỏi cô muốn xác nhận cái gì. Xác nhận cậu có thích tớ không. Cứ nghĩ anh bạn thân nghe xong sẽ rất vui. Không ngờ đôi mắt ngân ngấn nước nói với cô, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Jisoo nghe xong thấy có lỗi, mình đã quá tùy tiện rồi. Thế nhưng sau khi Hyun-woo nổi giận xong, cuối cùng cũng thổ lộ lòng mình. Thực ra tớ cũng rất thích cậu. Jisoo không dám tin những gì mình nghe thấy. Còn Hyun-woo cũng cảm thấy mình rất nực cười. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Jisoo bị hỏi không biết phải trả lời thế nào. Tình bạn kết thúc tại đây. Đến ngày hôm sau, em trai mưa nhìn Jisoo vẫn chưa đến công ty. Cậu quan tâm hỏi han cô có phải thấy khó chịu không? Hay là tối qua ở phòng truyện tranh mình đã làm gì sai? Gọi điện cho Jisoo cũng không nghe. Vì vậy em trai mưa lại chạy đến tìm tổng tài, hỏi anh có liên lạc được với Jisoo không? Nếu như là anh, Jisoo sẽ nhận thôi. Thế nhưng điều khiến cậu không ngờ là đến điện thoại của tổng tài cô cũng không nghe. Lúc này em trai mưa đột nhiên đề nghị, sau giờ tan làm hai người đến nhà Jisoo xem. Tan ca, hai cậu bé đáng yêu, đáng thương ở trong tòa nhà uống gió Tây Bắc. Em trai mưa trách móc tại sao Jisoo lại đổi mật khẩu, còn tổng tài vẫn không gọi điện được cho Jisoo, không liên lạc được. Hai người lo lắng cho sự an nguy của cô chỉ có thể tiếp tục ngồi ở tòa nhà chờ. Jisoo đang làm gì? Tại sao lại không nghe điện thoại của hai người? Còn Jisoo đang ở quán ven đường thường tới uống rượu giải sầu. Nhớ lại những lời cô nói với anh bạn thân ngày hôm qua, đừng làm bạn nữa, yêu nhau đi, chẳng phải chúng ta thích nhau sao thế? Nhưng dã tâm của anh bạn thân so với hai người kia còn lớn hơn. Tớ không muốn chung đụng với người khác chấp nhận tình yêu của cậu. Thế nhưng cô bạn xấu xa sẽ đồng ý sao? Thật sự sẽ vì con cà mà bỏ cả một lưới cá. Tớ thích cậu, nhưng cũng không phải ghét Tu và Jiho. Tớ biết rồi, cũng hiểu rõ rồi. Hyun-woo cười đau khổ. Đúng vậy, cậu là Jisoo mà. Anh dặn Jisoo về nhà chú ý an toàn. Nói xong một lần nữa thất vọng xoay người rời đi. Vậy nên cuối cùng Jisoo sẽ chọn ai? Khi Jisoo không biết nên lựa chọn thế nào, bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Đây rốt cuộc là cảnh cầu huyết như thế nào? Bốn người đàn ông của Jisoo đánh nhau túi bụi. Jisoo là BAD girl chính hiệu. Cô trời sinh cho vẻ đẹp, yêu hai anh cùng một lúc. Đến anh bạn thân đẹp trai cũng không bỏ qua. Khi cô đang mượn rượu giải sầu vì không biết chọn ai làm chồng mà đau đầu, trước mặt lại xuất hiện một cậu bạn trai. Không sai, chính là bạn trai cũ của Jisoo. Đã bị Jisoo đá phăng ra chuồng gà ngay từ phần đầu. Jisoo, em không thể đối xử với anh như vậy. Rõ ràng em biết anh thích em nhiều thế nào mà. Người phụ nữ xấu xa này, em là người phụ nữ tệ nhất trong cuộc đời tôi. Đúng vậy, chính là anh chàng thật thà này. Hôm nay uống rượu say lại gặp được Jisoo, đối mặt với bạn trai thứ N lần đầu bị cô đá. Jisoo thật lòng xin lỗi anh. Kết quả anh ta vừa nghe ba chữ em xin lỗi xong, vô cùng phẫn nộ còn đập bàn hét to. Gì chứ, xin lỗi thì có tác dụng gì? Lời xin lỗi em hãy thu lại đi. Mọi người xung quanh cũng hóng hớt nhìn họ. Cùng lúc này cảnh quay chuyển đến, hai người đàn ông vẫn đang uống gió Tây Bắc trên tòa nhà. Đây cũng là cơ hội để hai người nói rõ lòng mình. Một tiếng anh của em trai mưa đã khiến tổng tài thấy không tự nhiên. Tổng tài không có nhẫn nại bảo cậu đừng gọi nữa. Em trai mưa lại nói đùa. Vậy gọi anh là chị sao? Có mùi đam mỹ nồng nặc ở đây. Phải nói là hai người này rất hợp, mùa hai nên làm nam chính nữ chính. Khi hai người trầm mặc không nói, Jisoo bỗng nhiên nghe điện thoại của Jisoo.
Anh vội vàng hỏi đối phương nhưng đầu điện thoại không phải giọng của Jisoo, mà là tiếng đập vỡ thủy tinh. Tổng tài hỏi Jihoo gần đây có quán nhậu nào Jisoo thường đến không? Jihoo nhớ lại liền kéo tổng tài đi. Đúng lúc này đầu điện thoại bên kia, tinh thần của bạn trai cũ kích động không cẩn thận làm rơi cốc. Còn Jisoo phát hiện không biết từ lúc nào đã nhận điện thoại của TU gọi đến. Jisoo ngắt điện thoại, dọn dẹp đóng thủy tinh vỡ dưới đất. Bạn trai cũ trách móc vì Jisoo đã hại anh, bây giờ không dám yêu đương với cô gái khác. Jisoo một lần nữa nói xin lỗi. Thế nhưng bạn trai cũ rượu say làm càn quyết không tha, nói với Jisoo những lời ác ôn. Đúng lúc này TU và Jiho lần lượt đi đến. Bạn trai cũ sau khi dò xét hai người, bắt đầu nhìn Jisoo cà khịa. Đây là các bạn trai mới của em à? Họ biết em là loại người như thế nào không? Để tôi giới thiệu, tôi chính là bạn trai cũ bị Jisoo tàn nhẫn bỏ rơi. Vậy các cậu là ai? Em trai mưa cướp lời nói mình là bạn trai của Jisoo. Bạn trai cũ vỗ tay chúc mừng, sau đó nói vị bên này là ai? Không phải em đạp chân hai thuyền chứ? Chúng tôi đều là bạn trai của chị Jisoo à? Bạn trai cũ nghe xong không nhịn được cười. Thế nhưng câu tiếp theo của bạn trai cũ đã hoàn toàn chọc giận Jisoo. Chỉ thấy anh nói với hai người bạn trai, sống chỉ với một nửa của tình yêu, mối quan hệ như vậy, có thể tiếp tục không? Sau đó chế giễu hai người, một lũ ngốc. Jisoo nghe xong đôi mắt lạnh hẳn đi, anh nói tôi thì không sao, nhưng đừng nói họ tùy tiện như vậy. Tổng tài nghe xong kéo tay Jisoo rời đi. Kết quả bạn trai cũ không tha hóa thần nhà tiên trì, hai người sắp tới đây sẽ giống như tôi thôi, bị cô ta bỏ rơi. Tổng tài cũng không nhịn được nữa, xông lên phía trước cho hắn ta một cú đấm. Em trai mưa đi lên khuyên anh ta nhưng bị đẩy ra. Tổng tài thấy em trai mưa bị đánh thì rất tức giận, đi lên đấm thêm phát nữa. Sau đó hai người lao vào nhau đánh. Hyun U và đồng nghiệp đang ở dưới lầu đi dạo, trùng hợp nhìn thấy một màn trước mắt Jisoo thật là. Hyun U chạy nhanh đến bên cạnh Jisoo, bảo cô tránh xa ra. Nói xong đi lên kéo hai người tách ra. Như vậy một trận sâu lâu đã đổi thành một cuộc bạo loạn. Những chàng trai đáng yêu này đều vì một cô gái mà phát điên. Ba người đàn ông đều vào đồn cảnh sát. Hyun U trách cô cả ngày chỉ biết gây chuyện. Jisoo cũng hiểu rõ, tối nay mình vô cùng xấu hổ. Hai người bạn trai hiện tại cùng một bạn trai cũ Salak Saler, bởi vì đánh nhau mà phải vào đồn cảnh sát. Jisoo bày tỏ lòng cảm ơn với Hyun U, còn nói thêm tớ xin lỗi. Hyun U nói thôi được rồi, cậu đối xử với họ tốt một chút, anh quá hiểu tâm trạng của họ sẽ như thế nào. Khi nhìn thấy hai bạn trai từ đồn cảnh sát đi ra, xem ra đều kết thúc rồi, tớ đi đây. Lúc này tổng tài đi ra nhìn thấy bóng lưng Hyun U rời đi, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhìn ánh mắt của Jisoo không thể nào thấu hiểu được. Tổng tài cái gì cũng biết, chỉ không muốn chịu thua. Anh thật sự rất đau lòng. Trên đường về nhà, anh đi trước đây, sau đó nhờ em trai mưa đưa Jisoo về nhà an toàn. Nhìn bóng lưng của tổng tài, giống như đang nói, trò chơi ba người tôi sẽ là người rút lui trước. Xoay người lại, Jisoo nói với Jiho, em không cần ép bản thân, không nói sẽ tốt hơn. Một câu của em trai mưa đã thể hiện cậu uất ức thế nào. Em trai lại cố tỏ ra là mình ổn. Những chuyện này vốn là do cậu chọn, em cứ nghĩ là không sao cả. So với chết em càng ghét chia tay hơn nên mới chấp nhận. Rõ ràng ngay từ ban đầu đã biết tất cả. Những thổn thức của em trai mưa không thể nói thành lời. Chị gái nắng ôm em trai vào lòng, xin lỗi cậu. Jisoo về đến nhà, buồn vì những người đàn ông xung quanh mình, là chị có lỗi với các em. Sáng ngày hôm sau, Jisoo vẫn đi làm như thường ngày. Lúc này cô nhận được điện thoại của bạn thân gọi đến. Bạn thân lớn tiếng chất vấn cô rốt cuộc là thuộc máy bay Boeing nào. Cậu đang nổi trên mạng lắm đấy có biết không? Lúc này cư dân mạng dần dần truyền tai nhau. Jisoo thấy hoang mang, quả nhiên chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra bất ngờ. Chủ tịch gọi điện cho cô, anh ta rất tức giận nhìn hai người. Công việc còn chưa hoàn thành, lại còn yêu đương, hai người bị chỉ trích chỉ biết cúi đầu. Đạp hai thuyền à, tuổi trẻ tài cao thật đấy. Sau đó chủ tịch cao giọng mắng TU, tại sao lại gây chuyện đánh nhau ở quán nhậu? Nếu như bị khách hàng kiện tụng, hai người có chịu trách nhiệm nổi không? Chủ tịch chỉ thị chuyện video công ty đã xử lý xong rồi, nhưng video liên quan đến TU đánh người đã bị công khai trước dư luận nên khó mà che đậy. Để không ảnh hưởng đến tổn thất của công ty, giám đốc trực tiếp cắt tất cả hạng mục do TU đảm nhiệm, tạm thời nghỉ việc một thời gian, cho đến khi có kế hoạch triệu tập mới. Jisoo định xin cho TU nhưng bị anh ngăn lại. Được rồi, tôi hiểu rồi. Càng ly kỳ hơn là, chủ tịch không chỉ không phạt Jisoo, mà còn thăng chức cho cô, đảm nhiệm chức của TU. À còn nữa, cậu nhóc thiết kế mới vào đó, cô hãy lập tức xử lý cho ổn thỏa. Lần đầu tiên tình yêu văn phòng, cuối cùng đàn ông lại là người chịu thiệt. Nhưng cho dù bị đình chỉ, tổng tài vẫn không trách Jisoo, còn nói đây không phải lỗi của Jisoo. Anh bị đình chỉ vì chuyện này, là do anh đánh người ta, em đừng cảm thấy có lỗi. Nói xong anh đứng dậy rời đi. Jisoo khi tan làm, nhìn hai vị trí trống, trong lòng có nỗi buồn khó tả. Cô đứng dậy, nhìn thấy một tờ giấy trong tủ. Đây là thư Jiho viết cho cô trước khi đi. Cô mở tủ ra,
bên trong đều là những hồi ức em trai mưa tặng cho mình. Nhìn thấy những thứ này, cuối cùng Jisoo cũng nở nụ cười buồn bã. Đẩy tủ vào, cô đã đưa ra một quyết định. Chúng ta chia tay đi. Cái gì? Chúng ta chia tay đi. Cúi đầu không nói lời nào. Đây là một người phụ nữ xấu xa. Cô hẹn hò với hai chàng trai ở công ty trong cùng một lúc. Khi chuyện tình yêu công sở bị chủ tịch phát hiện, thì hai chàng trai đều lần lượt bị cho nghỉ việc. Jisoo lại rất nhẫn tâm bỏ rơi hai người. Em trai mưa có nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ rằng bản thân ở nhà chờ đằng đẵng mấy ngày mà chị ấy lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Phải chia tay sao? Em trai mưa oan ức rơi nước mắt, thật khiến người ta đau lòng. Cậu không nỡ bỏ đi mối quan hệ mà mình đã dốc hết tấm lòng. Cho dù chỉ nhận được một nửa tình yêu của Jisoo, nhưng cậu vẫn không hề oán trách nửa câu. Cậu đã nói ra tiếng lòng của mình với Jisoo. Em không chia tay đâu, em vẫn còn rất yêu chị. Tiếp đó, Jisoo đã nói ra nguyên nhân chia tay. Chị không muốn em phải tổn thương nữa. Đến cuối cùng thì giữa chúng ta chỉ có nỗi đau và cảm giác áy náy. Nhưng trong mắt Jisoo bây giờ chỉ có nước mắt. Chỉ trong chớp mắt, Jisoo lại đến bên cạnh tổng tài. Vậy nên, chia tay là đúng phải không? Ừm, đối với người mà em thích, em không muốn anh phải đau lòng nữa. Jisoo nói rằng mình không còn tự tin khi đối mặt với cả hai. Em xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Tổng tài đột nhiên lấy một chiếc hộp từ trong túi quần ra, rồi đặt trước mặt Jisoo. Hay lắm, tổng tài ra tuyệt chiêu rồi. Đây sẽ là lần cuối anh níu kéo em. Sau khi nhìn thấy chiếc hộp mà cô gái nào cũng khát khao, thì đến người phụ nữ xấu xa như Jisoo, nước mắt cũng không nhịn được mà lưng tròng. Viên kim cương này nhỏ quá. Anh Tua, em rất xin lỗi. Chiếc nhẫn này thế nào? Anh đã lựa chọn nó rất nghiêm túc đấy. Đẹp lắm. Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được sức hút của một chàng trai chín chắn trưởng thành. Tổ trưởng quá thâm tình, dịu dàng đến từng khoảnh khắc. Đã đủ để tiếc nuối rồi chứ. Jisoo thật sự chia tay với hai chàng trai để ở bên anh chàng bạn thân sao? Vào lúc tổng tài nhấc người dậy định rời đi, thì Jisoo lại đột nhiên gọi anh lại. Anh Tua, đợi một lát, chúng ta đừng nên chia tay như vậy. Gì cơ, hạng mục đó phải được hoàn thành bởi một nhà thiết kế có năng lực như Jisoo. Chúng ta cùng nhau bắt đầu công việc đi, chúng ta phải cùng nhau hoàn thành nó. Tối hôm đó, Jisoo lại xuất hiện trước mặt chủ tịch. Sau một hồi văn nài cầu xin, thì cuối cùng chủ tịch cũng cho hai người quay về làm việc. Đến ngày hôm sau, mọi người lại bắt đầu làm việc vui vẻ với nhau. Sự tự tin trong công việc đã khiến một Jisoo sáng chói quay trở lại. Sao em trai mưa lại nhìn tổng tài rồi cười ngọt ngào thế nhỉ? Tối hôm đó, Tu chuẩn bị về nhà sau một ngày làm việc, thì nhìn thấy Jisoo đang nằm gục trên bàn làm việc. Anh cẩn thận lấy chăn đắp cho Jisoo. Từ chi tiết này có thể nhìn ra anh rất yêu Jisoo. Sau một thời gian tất cả mọi người cùng nhau cố gắng, thì cuối cùng hạng mục cũng được hoàn thành một cách xuất sắc. Không chỉ được khách hàng đánh giá cao, mà họ còn nhận được sự khen ngợi của chủ tịch. Tuy hạng mục đã được hoàn thành rất thuận lợi, nhưng mối quan hệ tình cảm giữa ba người cũng đã kết thúc ở đây. Thật tốt vì chúng ta có thể kết thúc trong êm đẹp. Sau cùng Jisoo nộp đơn xin từ chức cho Tu, rồi liền xoay người đi. Jisoo đến nơi đã hẹn với Hyun-woo. Cảm ơn cậu nhé. Sống tốt nhé, anh bạn của tớ. Nói xong thì Jisoo lại xoay người đi, nhìn theo bóng lưng của Jisoo. Dường như Hyun-woo nhìn thấy lần đầu gặp cô. Thật ra tớ, sau khi đưa đơn xin thôi việc cho tổng tài, thì mối tình tay ba của Jisoo mới chính thức kết thúc. Cô quay về trường cũ, tình bạn 10 năm của cô và Hyun-woo cũng bắt đầu từ đây. Cũng là nơi giấc mơ bắt đầu, thế nào? Kết cục cũng khá là thỏa đáng đúng không? Mà khi đối mặt với sự nhiệt tình của Jisoo, thì Hyun-woo lại vẫn lạnh lùng như thế. Bây giờ chúng ta là bạn, không phải sao? Này, cho dù muốn kết thúc cũng phải kết thúc cho đàng hoàng chứ. Chúng ta vẫn còn tình bạn thân thiết trong 10 năm đấy. Cậu không thấy tiếc sao? Hyun-woo vẫn tiếp tục im lặng không nói. Jisoo chê trách sự vô tình của cậu, rồi lại tiếp tục nói ra những lời trong lòng. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ. Nhờ ơn của cậu mà cuộc sống của tớ đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Sau khi Hyun-woo nghe xong thì vẫn rất lạnh lùng mà nói rằng mình cũng cảm thấy rất thú vị. Jisoo lại tiếp tục xin lỗi. Cô nói từ trước đến nay bản thân mình quá tự tung tự tác nên mới khiến cho những người cô yêu quý phải chịu tổn thương. Hyun-woo tiếp tục nói ra những lời nhẫn tâm. Cậu biết là được. Cuối cùng, Jisoo đứng dậy nói với Hyun-woo. Cảm ơn cậu. Sống tốt nhé. Đến lúc này, tôi nghĩ Jisoo đã hiểu ra thật rồi. Anh bạn thân bước đến trước mặt Jisoo tỏ tình. Bây giờ mình vẫn còn thích Ronaldo, nhưng tại sao cậu lại thích Ronaldo như thế? Ronaldo có rất nhiều mặt không tốt, nói rút khỏi giải đấu lại không rút. Bản thân mắc sai lầm nhưng lại còn nổi nóng. Hành động nóng vội của mình cũng gây ra không ít chuyện đáng ghét. Thật không có mặt nào đáng để người ta thích. Như vậy tớ vẫn thích, bởi vì không có lý do. Từ lần đầu tiên gặp nhau đến bây giờ, thì mình chỉ thích mỗi người đó mà thôi. Quả nhiên khi ta thích một người thì không cần lý do. Cho dù bạn có dáng vẻ như thế nào thì tôi vẫn thích. Chớp mắt đã qua một năm, Jisoo đang tập trung làm việc ở quán cà phê. Thì đột nhiên Hyun-woo lại xuất hiện ngay trước mắt. Cả người đang ngồi trước màn hình như tôi. Mới xa nhau bao lâu đâu chứ? Xem chút nữa đã quên dáng vẻ anh trông thế nào rồi. Mới xa nhau 2 ngày thôi Jisoo à.
Jisoo nghe xong lại phát cơm tiếp. Hai ngày là 48 tiếng đấy. Anh không gặp em trong 48 tiếng mà vẫn sống được sao? Bà chủ thấy không vui rồi đấy. Bà cằn nhằn hai người đừng đứng đây anh em nữa, khiến người khác cũng thèm muốn. Hyun-woo hỏi sao bà chủ không mở cửa hàng truyện tranh nữa. Lúc đó chỉ có hai người đến tiệm thôi. Lúc này dường như Jisoo lại nghĩ ra chuyện gì đó. Thấp xuống chút nữa. Em yêu anh cũng yêu em. Bà chủ cạn cả lời. Bà tự coi như mình không nhìn thấy gì cả. Ngọt ngào lại về với ngọt ngào. Mà hai con người trong cuộc sống ngọt ngào đó lại cãi nhau vì chuyện rửa chén. Này, anh đã nấu cơm thì em phải rửa chén chứ. Trong buổi hẹn hò lần trước, cơm cũng do em làm mà em cũng phải rửa bát mà. Anh quên rồi sao? Hyun-woo nghĩ lại, sau đó lại nhân tiện thưởng cho anh một cái hôn ngọt ngào. Nhanh rửa sạch chén bát rồi qua đây nhé. Sau khi Hyun-woo nghe xong thì lại bật cười. Anh vừa mới nghĩ rằng, hay là lát nữa hẵng rửa bát sau. Cô vừa định cằn nhằn mấy câu, đã bị Hyun-woo dùng môi bịt miệng. Lần này Hyun-woo có lý do chính đáng để khỏi phải rửa chén rồi. Dù sao thì chuyện nối dõi tông đường vẫn quan trọng hơn việc rửa bát nhiều. Sau một hồi mưa to gió lớn, hai người dắt tay nhau đi trên đường thật ngọt ngào. Vào chính lúc này, phía trước có một màn đặc sắc. Bạn trai mới lại xuất hiện rồi. Thậm chí anh ta còn không được quay thấy mặt. Bây giờ có thể đi chưa? Đi chơi vui rồi về. Ừm, em sẽ gọi cho anh sau. Anh chàng này biết điều rồi. Lần đầu tiên thấy đi hẹn hò kiểu tiếp sức như thế này, hai người chỉ còn thiếu nước dao gậy nữa thôi. Nói đi phải nói lại, dù sao Jisoo cũng chọn tình yêu tay bà, vậy tại sao lại từ chối tổng tài chứ? Thật là ý tốt mà lại bị từ chối, nên mới nói Jisoo đúng là một người phụ nữ xấu xa. Trước đây là thế, bây giờ vẫn thế. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.